chết mẹ rồi. Rồi em bắt thì bị yếu lại. Rồi em chết rồi. Cái gì nữa? Sao vậy? Kiên, từ bàn phòng lên á. Nhớ nha. Dạ dạ dạ. Cái camera này kìa, camera này để trước mặt phải không? Mọi người biết tại sao hôm nay tôi để camera ở ngoài trước mặt không? Để thẳng mặt không? Tại vì hôm nay tôi chạy tóc hai mái. Mọi người biết tại sao tôi chạy tóc hai mái không? Tại vì nếu mà chúng ta để một cái kiểu hoài á thì nó sẽ dễ bị thưa tóc ấy. Mọi người hiểu không? Thường thường là tôi để 46 hay 37 gì đó đúng không? Là nếu mà cái để một cái đường như thế này nè là nó sẽ bị thưa, nó sẽ bị thưa tóc á. Cho nên là lâu lâu là mình sẽ đổi qua 5 5 4 6 và mình đổi cái, có nghĩa là mình đừng có để một cái đường như nè, một cái đường ngôi á, đừng có để một cái đường chia ngôi hoài, nó dễ bị thưa lắm. Để máy ngố đi chú, không chú Phong lớn rồi chứ hồi đó chú Phong cũng để máy ngố không. Hồi xưa là chú Phong cũng để máy để gọi là Hàn Quốc đồ đó mọi người, che chén đồ các kiểu đồ đó. Hồi xưa 19-20 đồ, thời trẻ trâu đồ đó. Nhưng mà bây giờ là chia tay. Anh cạo chọc đi anh, vô duyên nha, trời ơi. Cái thương nha. Ơi quên nữa, tôi chưa chết, trời ơi, tôi chưa có chết cái rương mà. Hồi nãy ai được xu vậy? Anh vô anh Phong ơi, anh Phong vô chưa? Rồi anh vô nè, đến mời. Em vô nè anh ơi. Wow, cảm ơn khủng long nha. Cảm ơn khủng long nha, 100 xu nha em. Ngon lành anh ơi. Ai nữa? Nula anh đó kìa. Cảm ơn Nula nha em, 195 xu hả? Wow. Cảm ơn em nha. Cảm ơn Nula với khủng long nha. À, Dương Phạm. Ghê ta, Dương Phạm, hạnh phúc sẽ đến. Lụm vô đúng rồi Thành ơi. Lụm hả? Ok, để bấm vé nè. Rồi ok. Rồi vô anh ơi. Hôm nay là chim cung chung với anh Phong nha Thanh ơi. Nay hẹn anh em vô chơi chung. À, chim đang live luôn đúng không? Dạ, em chưa có live không ta? Em cũng đang live luôn anh Phong. Ừ. Em đang live á. Dương có live không Dương? Không nghe. Em tích hợp luôn. Like là bé. bây giờ mà Dương mà like biết sao không? Khủng long vô trước. Hello anh. À, cái Dương kìa nè. Hello em. Cái khủng long kìa nè. Hello anh. À, hai đứa hello anh, hello em. Hai đứa qua lại vậy đó. Mà hăng kia tự giọng người khác à. Cảm ơn bà công anh nha. Cảm ơn em. Hiểu không? Giờ Kiên hiểu không? Bây giờ dạ, hiểu anh ơi. Mà nói mà live stream á là khủng long vô vậy nè. Hello anh, cái Dương, hello em. Hey, khủng long, hello anh. Hai đứa là tới xe. Trời làm em nhớ hôm bữa núp trong cái hay kêu hello. Rồi chọn map đi anh ơi. À, cái, anh có làm video đó. Ồ, ok. Vậy là, ủa không, chim không có vô anh? Ai? Không, chim đang chơi cái game gì rồi? Game cái cộng nguyên rủa rồi. Ờ, cái cộng ám rồi, chim đang chơi rồi. Thì chim chơi xong đi rồi hôm sau rồi like với anh em mình. Ừ. Anh bữa nay chơi Outlast nha mọi người ơi. Trời ơi, Tuyên Hạ biết làm sao không? Bây giờ mà Dương mà like á, Dương mà like á, là khủng long biết sao không? Khủng long bỏ gói đăng ký, bỏ tất cả, thấy không? Ừ. Dương để là gói thành viên 1 triệu một tháng. Khủng long đăng ký luôn. Bên anh là để 78.000 một tháng đúng không? Bên Dương để 1 triệu một tháng. Khủng long chơi luôn. Ơi à, Dương đấy hả? Thấy Dương rồi nha. Chào mừng nhau không tham lam đúng bước lễ luôn anh ơi. Chào map đi anh Phong ơi. Cái gì Dương? Dương gì nói cái gì vậy Dương? Ủa em bị remove rồi anh ơi. Em không tham lam đâu. Em bị remove rất rồi kìa anh. Em nói gì thôi chứ. Cái gì? Nhiệm vụ gì? Em bị ra khỏi nhóm rồi. Ủa kìa. Đây mà lại. Đây mà lại nha. Dương nói vậy thôi chứ. Dương ngoài miệng là Dương nói vậy thôi. Hello nha. Hello.
Trời ơi, hôm nay tôi để tóc hai mái, mọi người biết sao không? Tôi vuốt dễ ghê luôn. Thường thường để tóc 37 khó vuốt lắm. Hôm nay để chơi game mà nhiều người chơi, mọi người nên có khá nhiều âm thanh vui nhộn đấy. Đó, cái màn hình của anh sao kỳ vậy ta? Nó cứ lâu lâu nó tắt kỳ vậy ta? Ừ. Đang chơi kiểu này một hồi nữa nó tắt hay thêm. Ủa, bị hư hình hả anh? Tức ghê. Từ từ nha mọi người, để xíu. Trời ơi, một hồi tôi đang like mà tôi đang chạy tôi bị bà mập bà dí mà tôi cái màn hình tôi nó tắt như thế này là chết tôi luôn ý. Cái gì? Đầu quăng giống anh Phong cái gì? Phải dậy rồi, phải dậy rồi. Có anh Phong đâu có quăng. Nè, Thanh coi anh nè, thấy không? Thanh thấy anh chưa? Ừ, thấy trang phục của anh chưa? Này nè, trang phục của anh nè Thanh ơi. Đó, đó, đó. Là nổi bật nhất nha. Trong nhóm sorry, luôn á. Sorry, béo nha. Thấy nổi bật chưa? Bây giờ là mình phải chơi cái này hết rồi. Ta. Ủa, mình phải chơi cái này hết ta. Cái này là mất tuần. Chở map được mà anh. Thôi, về chơi mất tuần đi. Rồi. Ôi, mất dễ không dạ? Là biết chơi ghê luôn á. Bữa nay có thêm cái mới cái gì mà weekly gì nữa kìa. Thôi vậy anh em mình chơi mấy cái này nha. Mấy cái này đi rồi mà. Rồi. Cho chạy cắm luôn lại đi mấy đứa ơi. Cho chạy em mặt đi. Hay rồi không anh? Người tốt đi mấy đứa. À map này ha, thuộc Ram ít luôn. Ủa nhà trẻ hay là ở đâu vậy? Chào Vinh nha, chào Vinh với lại béo nha. Anh Phong quên chào hả? Sorry. Trời ơi, rồi vô anh nói vô kìa em. Em vô trước rồi. Anh không quen cái gì đó gì mà anh không quen. Nè nhìn đi. Trời ơi, nhìn đó gì mà anh không quen. Ý em là nhìn đối diện mặt của Dương mới quen đúng không? À, tức ghê. Rồi, ủa, à chạy mồ côi hả anh? Ui, cái này cái tập này cũng dài nha. Chạy mồ côi. Rồi, hơi dài đó. Vậy cưa đó anh, vậy hình như nó có cưa đúng không anh? Hay sao thôi, nó có 3 sao thôi. À, chạy mồ côi. Ủa, hình ủa là cái cưa hả anh, hay là cái nào cho em quên này? Phải cưa chân cái này mà. Là mình đi lấy thức ăn cho trẻ. Đi lấy mấy cái bình mình là nấu súp á. Mình nấu súp á. Hello Mary nha. Hello nha. Không, này chơi nhiều người Mary. Để nhiệm thanh cho vui. Cảm ơn anh Long nha. Cảm ơn anh Long Nhiếm nha. Long Nhiếm thả xu ghê vậy ta. Long Nhiếm thả một lần 100 xu không á. Rồi. Oh, quên để che này đã, để không tí nữa ăn cậy nữa. Anh không chỉnh tiếng game với tiếng donut nhỏ lại tiếng game. Game cây cầu phá đảo rồi nha. Trời hôm qua không coi gì hết trơn. Rồi 20. Hôm qua chơi phá đảo rồi, mà tiếng anh không vô. Rồi tiếng donut nhỏ lại phải không? Tưởng thì phải đâu mà. Để rồi che lại cảnh này nguy hiểm. Tiếng donut, nhạc donut 18 thôi rồi ok. Ra ngủ hả? Ông Hoàng cũng quên đúng không? Ủa mà ông qua Tiên đâu vô đúng không? Mình nhưng mà thấy ông qua có Tiên mà. Mai Thu. Khoan nha, từ dừng lại nha mọi người. Dừng lại nha. Mai Thu nói là Long Nhiếm thả rương. Mai Thu cảm ơn. Cái rồi Tức Vinh tự nhiên cái anh không hiểu lý do tại sao. Mai Thu vô. À quên rồi, thôi đúng rồi. Ông ngủ quên nói chi nữa. À, có cái avatar đúng không? Avatar của Mai Thu đúng không? Có mà tức không nổi á, vậy hả? Hôm qua chơi sớm mà, dạo này đi sớm lắm á. Đúng không? Trời, em gái quá, sao biết thương được. Chết rồi. Rồi, vô anh Phong ơi. Anh Phong đi chưa? Ủa, tụi em đi rồi nè anh Phong. Anh Phong còn ở đó vậy anh. Alo, anh ơi. Anh Phong còn kẹt ở trong kia. Đi anh ơi. Coi chừng ảo giác nữa anh ơi. Chừng ảo giác. Chưa anh ơi, ngồi với nhặt mấy cái ảo giác này Dương. Cho anh Kiên của em á. Nhớ em à. Anh Kiên của em hay bị ảo giác lắm á. Nhớ nhặt mấy cái ảo giác nha. Trời ơi. Cái này là đẩy mấy đứa nhỏ đúng không ta? Hình như không. À cái này cứ cưa đúng rồi. Đi lấy hình nộm, lấy hình nộm này nó có một cái công tắc điện. Bây giờ là mình đi tắt cái công tắc xong rồi mình mới lại. Rồi. Mà anh này cái nói cười xẻo. Ừ vậy mới vui. Chơi vậy mới vui chứ. Ừ. Em chưa lượm được gì hết. Trời ơi, từ. Đi xét với nhau đi coi chừng chết đấy. Chết cha rồi. Nó có thuốc nào. Rồi, em thấy thuốc ảo giác rồi nè. Rồi. Rồi, có thuốc ảo giác rồi anh ơi. Em qua lấy thuốc ảo giác rồi đó. Nay có anh ngồi vậy anh Phong. Không, vẫn anh Kiên với lại Dương nè.
Chim với lại Dương. Ủa vậy Chim chút có vô mà anh? Chút Chim không vô không? Không, Chim dây kia rồi, ba anh em mình thôi. Ba anh em mình thôi. Rồi thuốc hồi sinh nè anh ơi, có luôn rồi. Rồi đầy đủ rồi đó. Kỳ kìa. Đem ra, đúng rồi. Đem ra xe em ơi. Phải đem ra xe em, ba anh cũng không biết nữa. Ủa chết em bị kẹt rồi. Ơ chết cửa đóng rồi. Chết. Không cửa là một tí nó mở một tí nó đóng à nó vậy á. Ai vậy? Tưởng đâu em rồi chị xong đổ nhát rồi. Xui cà na quá. Này trên lại dạo. Đổ nhát nữa. Thôi nó chích thuốc nữa hả? Vậy hả? Ủa ở đây là tập khác hả ta? Không có ấn tượng với cái tập này nha. Nhà mới quá. Thì mà mới vô đã ảo giác rồi. Ừ, Kiên mà, Kiên là chúa tệ ảo giác. Kiên là chúa tệ ảo giác mà. Xui kìa, luôn chưa gì hết trơn bị ảo giác à. Rồi, xé là rơi đi. Rồi em đi thanh phong nè. Đó đi nhà. Đi, nhớ xé là rơi nè. Nè, ảo giác nè Kiên ơi. Trời ơi, lên thôi ảo giác. Xui thiệt chứ. Ủa, nghe tiếng gì nữa kìa. Ủa không rồi. Rồi. Trời chết cha đóng cửa rồi. Ôi. Em thấy không à? Đây đem phụ. Đây đem phụ cho. Trời. Nè. Giờ kiếm ơi, vô đây lấy cái hình nộm nè em. Ủa nó đâu rồi? Đâu vậy? Đem lấy điểm coi. Đây là thuốc đó, ảo giác nữa rồi. À, ảo giác nè rồi. Ảo giác nữa rồi. Có ảo giác nè. Đây ơi, có. Ảo giác nè. Rồi em lấy hình ảnh anh ơi. Đi qua xe đi. Anh Kiên chơi sao bị rơi người ta nói. Trời ơi cái gì vậy ta. Ảo giác nữa. Rồi ơi. Này cam xa gần. À mọi người muốn cam xa đúng không? Từ. Mọi người muốn cam xa đúng không? Ôi cái này bỏ đâu anh? Cái hình ảnh này bỏ đâu? Rồi cam xa xíu nè. Hình ảnh bỏ đâu anh? Đem cái xe đó em. Đem ngay cái chỗ mà mình ở đầu cổng á. Que ok anh đây. Em đem xuống nha. Không biết có bị có gặp nữa. Thì anh bớt nói xấu tôi nha. Ừ. Rồi chết mẹ em thấy người khổng lồ mãi rồi. Tiệt luôn em yêu vợ của em tội nói xấu em không anh. Ừ. Ủa. Ôi, chết mẹ rồi. Anh chứ nói tốt anh của hai em nhìn cái bình luận kìa. Ờ thôi. Em nhìn chết cha cái ông nội khổng lồ đang chỗ em anh ơi. Từ nha. Em đi trước để em đi lẹ lên. Lộ con mẹ lên. Rồi chết mẹ nó nghe. Rồi để em cầm sẵn vũ khí nè. Rồi xong ăn cứt rồi. Lẹ. Cái gì ăn cứt rồi cái thằng. Em nghe tiếng anh ơi. À không có quà. Anh kiếm được cái được cái ống núp là giỏi. Trời ơi cái gì nữa gì mà núp. Ủa mọi người đâu cả rồi. Chết nghe rồi, nghe tiếng nhạc lên rồi chạy hả. Cái cục đúng không, cái cục anh đi kia đóng cửa được. Cái gì vậy, chết cha bà già kìa. Bà già dưới trong cô đơn vậy anh ơi. Ôi má ơi. Rồi má áo giác nữa rồi, chết mẹ rồi. Má, sao áo giác. Trời ơi, áo giác biết à. Ê. Ôi. Trời ơi, thuốc ơi, cần thuốc áo giác. Cần thuốc áo giác. Trời ơi, mới giờ áo giác nữa rồi. Khi cần thuốc áo giác kìa các bạn viewer ơi. Rồi. Có em muốn rồi nha anh ơi. Mừng quá có thuốc. Nè, có áo giác nè em ơi. Rồi lấy sẵn cho ông Kiều đi. Ba. Trời em nghe tiếng nữa rồi. Trời ơi, em bị đánh rồi kìa. Chết mẹ rồi, chạy trước đã. Đâu rồi? Anh ơi, cái gì đánh sao anh kìa? Ừ, thấy. Ngủ chưa? Hình như còn một hình nộm nữa. Còn một cái nữa, thấy Dương lấy một cái rồi. Anh đang kiếm nè, anh đang rất là kiếm luôn nè. Để đem kiếm luôn cho. Chết mẹ em thiếu. Ủa sao không thấy tôi sao không thấy nói gì đi hả em đang không thấy anh Phong ta luôn đó, hả? Đấy anh đang kiếm hình nộm đấy. Ừ, không biết không thấy cái nick của anh hiện lên đó. À cái bít đi chết cha sao hết pin rồi. Rồi nghe tiếng nhạc lên rồi thì chuẩn bị gặp ông kia nữa rồi đó.
Thiên Hạ hồi nãy là em đang rất là hỗ trợ luôn à. Rồi có hàng ở núp dưới giường kìa. Rồi không có à. Ủa anh Phong kiếm được chưa anh? Đâu đem đi ké anh. Kém đi chung với anh cho cái gì đấy. Trời, thấy cái gì em hỗ trợ anh nha. Ôi có Phong mà tí sao. Có Phong pha ke nó kìa anh. Có chọi đi chọi đó. Không phải anh đâu. Nó pha ke đó. Ừ. Út Hồng 4k, cái đó Út Hồng. Chơi. Đúng rồi. Nó không phải tao hai máy, không phải anh đâu. Nữa, áo giác nữa rồi. Mí. Cái số em chơi áo giác mày. Rồi xong anh bị áo giác luôn. Rồi xong. Trời ơi em cũng à. Hồi máu máu hên quá hên quá. Mình nở. Nè nè cái hình nộm nè. Chọi đi em ơi. Em không thấy nó. Không thấy luôn á. Hết pin nè. À có thuốc nè. Rồi lấy luôn. Hết pin. Chết cha bà già tới nữa. Rồi có lấy pin. Disarm. Rồi. Rồi đem lấy pin nè. Rồi. Chiếc truyền lóc. Có hình nộm nè. Rồi em lấy rồi, Rồi em lấy. Lấy lại rồi, đem đi, em chạy ra đi. Trời ơi, sao nhìn Dương Phạm mặc đồ ngầu vậy trời. Hết hồn luôn. Đi em ơi, có đồ chọi đó không? Rồi đi ra xe. Coi. Đi ra xe em ơi. Từ, em bấm phương hướng nè, đi hang không nè. Rồi chết mẹ xuống em rồi, trời ơi. Chết rồi, ai lụm đồ với. Bị trời chơi. Chạy đi gấp. Má, chưa gì hết trơn rồi bị dí nữa rồi. Ủa, trời ơi, đóng cửa nữa chứ. Ơ, cái gì vậy? Gì nổ vậy? Cái gì vậy? Má gì nổ vậy trời? Con vịt nữa kìa, vịt nữa kìa, muốn xuống. Alo cho alo cho bé Thư với Khủng Long nghe giọng em kìa. Chuyện này. Nữa, lại nổ. Đường nào ta hình? Ghê, hết máu nè. Vừa hết máu nè. Ủa, máu, chị cho em Phong kìa, Phong hồi máu kìa. Ơ, Phong ơi, em hưởng tí máu với. anh chưa có hồi chiêu, À dạ. Em có cái, à, chưa. Ôi. Nữa. Trời ơi, đây, em ra hút chở cho. Rồi, mày đâu. Đem. Ôi, má nó chạy ghê mày. Từ, đem làm cho. Rồi, bốn đứa rồi. Mở cổng đi. Mở cổng luôn. Anh em lùa nó, mở cổng đi. Rồi. Anh lùa nó rồi. Em mở rồi. Mở chưa. Thấy cái là hồi chọi nó anh. Ừ, đang chọi nè. Rồi, bà già nữa kìa. Biến cho tao. Rồi, đây, đang giúp Dương đứng dậy nè. Đi. Chọi đi. Nói chung bà già dí. Vô rồi mé hơn thiệt sao em có cái Dương đấy hả? Ừ. Dương alo coi có bị ồn không Dương? Trời bê cộng luôn hên quá. Alo có ai đâu, có sập ồn bình thường mà có mình bê cộng. Chắc là do em dùng điện thoại em nói nên là tao điện thoại nghe rõ chưa rõ lắm. Khủng Long nghe rõ mà. Khủng Long thôi. Khủng Long là kiểu như là không nói gì nó không nghe đâu. Khủng Long gọi là em khủng là em Mỹ Sang ơi đó. Em Mỹ Sang ơi nó mới nghe được chứ còn nói bình thường nó không nghe đâu. Em Mỹ Sang ơi. Dương dùng tai nghe đi. Đúng rồi Dương không, cái mic của Dương bị hư rồi em. Nó Dương phải dùng mic điện thoại. Dương phải dùng mic điện thoại. Vậy Dương ơi. Trời ơi, sao Dương đỏ chót vậy? Trời ơi, người Dương máu không à. Người Dương máu không à. Tổng kết lại ai trừ rồi. Hên quá. Ý là anh Phong nó ít bị anh. Vô duyên nha, Tuy Hạ nha, vô duyên nha. Biết gì này không cứu Tuy Hạ đâu. Biết gì này chơi đất chiến không cứu Tuy Hạ đâu. Cảm ơn Mưa nha, cảm ơn Chạy Gà Đức Minh nha. Cảm ơn Trương và Siku nha. Enjoy the therapy. Điểm F mới đúng mà, trời ơi cái gì vậy, ta chơi điểm A. Điểm A là cao rồi đó. Ừ, điểm A là cao rồi. Mà bạn này nó xấu em anh.
dính máu vậy có được tắm không anh? Điều đưa stamina zombie và climbing cấp con nhỏ. Tăng cái stamina đi ha, tăng đúng rồi, tăng thể lực lên nè. Nè, chạy như điên luôn. Cô hay ta. Anh Phong không hay thì ai hay nữa. Đúng Siku. Anh Phong phải hay mới có một cặp đôi gọi là Chương với Siku chứ đúng không? Mã Siêu với lại Tàu Chương. Cũng nhờ anh Phong hay mới gọi mới tạo được cái cặp đôi á. Bé Mạnh Mã Siêu với lại Tàu Chương. Explain rồi. Nâng cấp. Anh Dương hay, anh Dương hay. You know what? Mã Siêu với Tào Tháo. Mã Siêu với Tào Tháo. Ủa này là cái gì vậy? Cái này là cái gì á mọi người ơi? Good luck out there. Được chưa anh Phong ơi, map tiếp anh ơi. Từ. Ủa cái gì? Cái này cái gì? Cái gì anh? Đâu đi được đâu, Hình như đâu đi được. Ok. Map tiếp đúng không? Hồi nãy là mình chơi cái map này phải không? Cảm ơn Tian nha. Bây giờ là ba anh em mình làm nhắn luôn. Ba anh em mình livestream này là ba anh em mình làm xong một chương luôn chơi không? 1 2 3 4 5 6 7. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn Tian nhiều. 12 chắc không nổi đâu mọi người ơi. Mệt. Nói chắc không nổi, nó nhiều lắm luôn. Nhiều lắm. Làm sao hết chưa? Có mấy mày Kenso Auto Spy là chương trình gì ta? Cái gì? Auto Spy. Cái này là đi kiếm chìa khóa. Đi kiếm chìa khóa, nó nghiền cái xác á mà. Kiếm chìa khóa hình ngôi sao, hình một trăng rồi đó. À nhiều map quá không nhớ. Ba cộng đi anh. À, ủa đồn cái xác hả anh? À cái đó đồn cái xác hả? À em biết cái đó rồi. À cái đó hôm bữa hồi lần mới chơi khúc đầu chết nè. Anh Trương toàn tiếng anh Phong. Cảm ơn Tiên anh nhiều nha, cảm ơn nhiều. Có lẽ là Kiên bật cái Discord á, cái giọng Discord của anh lớn á, có chỉnh âm thanh được mà. Sao? Em nói to hả? Không, ý là em để cái âm thanh, cái giọng của anh lớn quá đó. Các bạn để. Nghe đàn chơi giọng của anh không à? Đâu, để em còn có cái clip em đăng lên mạng nữa. Not allow evidence to determine the course of justice. Corpus delicti. Find the bodies and grind them to slurry, and we will let you out. Để. Để tức quân tử đó. Cái đó anh dùng tức quân tử đó, tử đi em. Nhỏ này là không được mà, không thấy không được rồi đó, tử đi em. Anh Vinh nói em kìa. Rồi. Nói em á là nãy chưa tay máu được tắm đều đồ không đó. Em không trả lời kìa, anh Tức Vinh giận em kìa. Rồi, để đây. Sao cho anh Tức Vinh hết giận đi. Không chưa nhỉ? Ờ xong rồi. Nào sao cho anh Tức Vinh bớt giận đi. Rồi, vô anh ơi. Từ. Chào không trả lời luôn. Trời ơi, Ricky là không được à. Anh Thức Vinh chào mà Ricky không trả lời gì không được à. Còn Vũ Vân Anh thử sao anh? Còn Vũ Vân Anh thì để cho bé. Ủa thì anh cứ chơi không? Vô chơi đi. Ồ, rồi ném cái này xuống à. Ủa Vân Anh để bé thư giữ đi. Bé Vân Anh đi. Anh có chơi game này không? Bé Vân Anh đờ. Không, để bữa sau đi có bé Dương vô nữa. Rồi. Bữa sau Dương tập chiến em. Dương gà lắm mấy người. Trời ơi, chơi đi. Bé Thư với Tư Hà kìa, mới cấp 1 rồi. Rồi, bây giờ sao đây, giờ đi chung nha anh. Nè, bây giờ chìa khóa này anh chỉ cái nè. Một cái chìa khóa con bích nè, một cái chìa khóa con cơ nè. Một cái chìa khóa con mắt nè. Nhớ nha, phải đúng màu, phải đúng của nó mới được nha. Con mắt, sai cái hiệu điện con mắt, cái tìm với... chưa dễ chơi nghe không tiếng gào thét chổng rồi anh ơi. Cơ rô chuột bích đó em, trong đánh bài đó. Cơ rô chuột bích đây. Trời em hiền lắm, ít đánh bài anh ơi. Anh cũng có biết cuốn bài đâu. Anh còn biết cơ rô chuột bích, không biết đánh bài nhưng mà chết mẹ, tôi ảo giác nữa, chết. Từ. Hên quá, hello T nha, hello T. Rồi. Má nó vừa vô ghe nó bị ảo giác. Đang chơi với anh Phong T ơi. Đây, trời, gỡ ra. Đây, cái cửa 7 nè. Vừa mới vô nghe mình bị ảo giác rồi mọi người. Xui thiệt chứ, cái số gì do ảo giác biết à.
Đây đây, để em kiểm tra xác coi 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 có chìa khóa con mắt không nè. Rồi mới vừa có con mắt luôn anh ơi. Rồi sướng. Chiến công đầu tiên nè. Rồi. Chiến công đầu. Thơm phức luôn. Rồi để em kiếm thêm vũ khí. Nãy pin. Thơm pin kiên. Thơm kiên. Rồi em nghe tiếng xịt khói nữa kìa. Rồi xong đầy đủ. Rồi, ok vậy là còn dương thôi nha. Rồi anh có chìa khóa đúng không? Còn dương thôi đó. Rồi rồi kiếm được đi ra đó. Tự nhiên em. Rồi cầm vũ khí trước ra, cầm vũ khí trước để chết mẹ chưa. Bị gì anh? Rồi chết mẹ em bí đường rồi. Nó nóc anh rồi, nó nóc anh rồi. Rồi xong, chính trưởng luôn. Rồi đem ra cơ phòng nè. Rồi, tôi dính ảo giác nữa. Trời ơi. Dính ảo giác nữa rồi. Xui vậy. Đúng rồi Giang, hồi lần drop á. Hồi lần drop Giang, hồi lần bị cảnh báo nên drop á. Ừ, bây giờ hết bị rồi. Đợt này nó thoáng hơn rồi. Ok, đút chìa khóa vô nha. Anh được rồi. Khóa vô trước à. Ôi chết mẹ, xem không tìm đường ra ta. Em bị gì rồi? Em bị ngáo, bị ngáo rồi. Đây nè. Đây nè. Đập đi. Anh lùa nó nè. Từ đi. Rồi thấy em đi quanh nè. À hồi nãy em nhảy cửa kính anh ơi, bởi hèn chi. Có tài được rồi, mở xong. Rồi rồi đem. Trời ơi. Còn thiếu gì nữa? Còn gì nữa? Trái tim anh. Con cơ nữa. Ủa con cơ bên em mà Dương. Là trái tim anh ơi. Như không có hình như không biết đường đi luôn. Đó. Nay bị đuổi ạ. Tìm được rồi. Đi rồi phải không? Rồi đi ra đi. Đại Dương, chào Tý nha em. Cảm ơn Tý nha, Tý ơi. Cảm ơn Tý nha. Ôi, cảm ơn Tý nha. Cảm ơn Tý nhiều. Từ đem cứu anh, Đây, đem. Từ nha. Mày nè. Nhanh, chạy. Ôi trời, má nhiều quá. Cảm ơn Tý nhiều nha. Ôi. Rồi. Chạy. Dập thôi. À, công an có tới, chạy. Úi, sao bị kẹt rồi. Ra. Má, cái này không được A không ta? A mà, A mà. Ngày này cũng gắn được A. Sao chết mẹ này, công an kìa. Rồi, giấy mới có 3 hôm năm vậy. Trời ơi, Dương đi trước rồi, dí qua cửa. Ủa, hết hồn. Vô. Vô cửa luôn. Mới xé được có 3 tờ giấy à. Ờ chắc ba thì giấy chưa được rồi. Cảm ơn Ti nhiều đó, nha. Nói vậy không thấy ấy hả anh. A trừ. Được A trừ nè. Được A. Ủa anh Phong chơi bằng Epic hả? Trời em chơi Steam. Rồi level 12 luôn. Tôi thấy rồi đúng không? Rồi level 12 luôn. Trời ơi. Siku không phải là thấy mà Siku là lỡ thấy thôi. Chết nè. Vì bằng Chương đó. Vậy là hồi nãy là do Chương. Do tất cả là do Chương hết. Ừ. Tại vì thằng Chương nó không kịp che mắt Siku lại. Đúng không? Thằng Chương này cũng dở ghê. Để cho Siku thấy hết rồi. Không kịp che mắt Siku lại. Chết. Thiếu vô cộng hả? Rồi vô tu. Rồi tiếp đây. Tiếp. Mày thù nha. Mày thù mắc cười quá à. Nãy Thức Vinh, anh Thức Vinh khen em đó. Không biết hôm nay có lấy đèn điên không ta? Cảm ơn anh Tức Vinh nha. Ừ. Tức Vinh khen em anh đã thấy không? Mai Thu dễ thương quá đi. Mai Thu dễ thương quá đi. Để thứ ba lên là cảm ơn Tức Vinh nha. Cảm ơn anh hôm bữa trong live stream của anh Phong đã khen em dễ thương. Em đội hơn anh. Trời ơi vậy luôn. Thứ ba lên. Ai vậy em? Em chưa thấy cái 18 cộng anh ơi. Bé Điệu muốn coi không? Cho bé Điệu coi. Vô xẻ tôi là có 18 cộng anh. Vậy đây. Trời ơi, mấy bạn nữ nha. Heavy training in 3 movement speed, carry luck check. Mấy bạn nữ đang dài tôi đúng không? Mấy bạn nữ đang dài tôi để cho kênh tôi bị ăn gậy đúng không? Để từ đem lựa con nội. Cho Braster.
Alice này, Review Stamina Zooming Extend, cái này đi. Bạn ở đây, Dương ơi, bạn em ở Dương. Dương ơi, dẫn dẫn bạn em về đây. Trời đất ơi là trời, không có nội nào đây. Bạn Dương hay là chụp mặt giống anh và sao lại hello Sina nha, hello Sina. Hello Sina. Bạn không thể bạn giống anh được, bạn không. Rồi, để mở thêm hương, nghe hương nha. Rồi, đi em luôn. Ờ, tí cũng vô rồi đó. Tí cũng đang coi đây nghe hương. Em nâng cấp bản thân lên đây. Ủa, vô với mình rồi, đem chạy qua đó. Cái gì? Anh nói thiệt anh gọi Mahiru mới đúng hả? Ok, ok. Khủng long mà không nhảy hả? Ok, ok em. Anh kêu thằng Dương xuống Sài Gòn liền. Chọn map anh ơi. Có thằng Dương với Sài Gòn, thằng Dương nó đi liền luôn em tin không? Fit the children hả? Ờ, vô. Anh bao vé cho Dương xuống Sài Gòn là Dương xuống liền luôn á, em tin không? Ôi vậy dạ, thứ ba anh không lên ha. Thứ ba em, thứ ba lên. Thứ ba okay. Lên, gửi vị trí. Đạt qua. Rồi, ok. Thông tin, khoái, Siku nghe Siku khoái. Rồi. Thứ ba anh Phong lên á là 5:30 anh Phong có mặt ở cái quán, xong rồi anh Phong gửi vị trí cho, thì vòng vòng ở quận 5 thôi em. Rồi ok. Vòng vòng ở Võ Văn Kiệt á em. Vòng vòng ở Võ Văn Kiệt á. You are a caretaker. You care with one hand and take with the other. Kiều đi ăn em không ngại thôi. If the children will not feed themselves, poison them. Then we will let you out. Cái gì qua nước đi hả? Bữa đó anh chở thằng Kiều đó. Rồi nay map chạy bộ coi như cái này là như đẩy luôn anh chết chà là như đẩy mấy đứa nít vô mấy ủi phải không để coi như sao không cái này là giết cái con vịt em là như mấy đứa con nít ngồi trong con vịt á không đi chọi mấy cái đầu con vịt á. Vậy hả, em không nhớ. Cái kia nó sao rồi, anh không có qua quán em không hả? Feed the children cho đứa trẻ ăn, ừ. Hỏi đất kia này tức ghê. Mình nói với nó là gửi cái địa chỉ quán đi. Rồi đó, anh Phong qua thì anh Phong với mọi người qua. Vẫn không chịu nhắn tin. Phong lên nhắn em. Ủa gì, em nhắn tin nữa, ủa? Rồi, đi anh Phong ơi. Thứ bảy nhật anh không có lai sáng được. Anh có xuống viên vàng không anh? Nhìn xuống viên vàng kia ép. Hay là game mới nha anh Phong. 79 Khánh Hòa. Alex Chào của em đúng rồi, game mới á. Alex Chào nha. Tên game anh có để cho màn hình nha, 79 Khánh Hòa nè. Rồi, mở cửa đúng không ta? Mở cửa. Ờ rồi. Feed the children. Hình như Nhớ hình như nhớ có lướt qua rồi sao quên. Con Ducky nó vẫn chưa nhắn tin. Không, mà những map này chưa chơi rồi anh ơi, những map này chưa chơi. Có qua quán em không? À, vẫn chưa nhắn tin. Rồi. Hỏi bất kỳ nữa lì lắm. Rồi. Đồ nghề đầy đủ. Mét rồi súp. À, nấu súp thôi, nấu súp. Nhớ Dương ơi, nhớ xe giấy nha em. Xe giấy là được A cộng em ơi. Rồi, đem để em canh chơi. Rồi, chia ra đi. Ok, chia ra đi ha anh. Giờ đi hướng nào vậy ta? Trời ơi. Chia ra. Rồi ok, đem đi ngã bên này nha. Rồi em nghe tiếng ai đó, hổng hển rồi đó. 60 hết à. Sao lại 60 hết nhờ? À trời hèn, chi. Rồi đến điểm này rồi. À, đầu vào. Đó. Rồi má em dịch nữa rồi. Số em gặm dịch hoài, trời nó nổ nữa, trời ơi. Rồi má nghe tiếng nhạc rồi đó. 65 khuôn hình tôi mới chịu. Nó mượt đàng hoàng. Thì mọi người coi đây chỉ được 60 thôi, nhưng mà tôi chơi là 165 lần. Nội dung game này là sao vậy anh? À Jun ơi, cái này á em là mình là đứa bệnh nhân. Ê chết. Mẹ chết em rồi. Giờ nó giao nhiệm vụ cho mình á, rồi mình chết mẹ, tự nhiên em tông cửa cái gặp có vật rồi. Từ từ đem kiếm đồ ăn đã. Còn hoàn thành một cái nhiệm vụ á là mình sẽ mạnh lên. Mình làm vũ khí cho nó lợi dụng mình đấy. Đâu ta? Đem kiếm súp ra, lấy điểm rồi.
gì nữa. Dạ hay quên, anh Phong sao hay quên được không? Dạ không có đâu, làm sao hay quên được. Từ từ, những cái buổi live stream thứ sáu mở cửa cho sói không? Ừ đúng rồi đó, rồi má. Ê, nghe tiếng nhớ không anh Phong, mà sao mau anh Phong mà sao hay quên được. Minh Dạ lộ rồi đây rồi rồi mày đây có không ta, buổi live stream thứ sáu đó. Ê chết mẹ, chút nữa ảo giác rồi. Alo yêu Linh nha em. Trời ơi ghé ngang được. Bình Dương giúp anh Tí với anh không, Tí nó không có đi đâu em, Tí không có đi đâu. Thằng Tí mà nó đi á là anh qua Bình Dương anh rước nó luôn. Anh nói thẳng cho bé Hương nghe luôn á, và có Tí đây nói thẳng cho Tí nghe luôn á, nếu mà. Ủa? Tí đi coi 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 súp đem ta em đi mấy súp ta. Trời ơi là trời. Nếu mà Tí đi á hả à? Đi đi là anh qua tận nơi đem đi bạn ơi. Tính rồi rồi đi kiếm thêm nữa như tới mấy cái được á. Rồi đi kiếm qua tận nơi. Má cái gì mà bảy không vậy trời. Kiếm được chưa hai bình nữa hả? À anh kiếm được, anh kiếm được một bình rồi nè. Ê rồi em lượm được hồ sơ rồi nè. Ok chúc được, ok chúc được. Mẹ bình bình bình. Có rồi mấy người anh em ơi. Anh có đủ hết chưa? Đủ hết chưa? Chưa, còn hai bình nữa đó. Hai bình nữa ba bình. Từ từ đem đi kiếm nè, đây đây nè. Bình này không phải rồi. Ủa cái bình là hình dạng là tới 2 giờ đi anh hả? Dữ vậy. Ờ 2 giờ cũng được em, 2 giờ. Đi nãy giờ không thấy bình nào trơn ta. Cái này cũng đông thôi. Trời bình bự đó hả ta? Dương chê tới nái luôn không? Dương chê tới nái với anh Phong luôn không? Hả Dương? Không có. Dương có học gì không ta? Dương Dương có học đại học gì không? Ơi, trời Phong có. Đây là nghỉ rồi đây. Đang học đại học. Phong đang học đại học hả? À công nghệ thông tin hồi bữa anh Phong có hỏi không? Công nghệ thông tin đúng không? Ơi. Ở cái đường nào em lạc quá rồi. Đường này đi chưa? Đường này đi chưa? Trên này đi chưa? Trời. À đây. Má cái thằng ụt Phong 4T này không được rồi, núp luôn. Mụ nội nó chạy 4 chai. Tôi chọi 4 cái chai luôn rồi đó. Thằng ụt Phong 4T này. Trời ơi. Ủa đâu ta? Em dính 7 rồi ha. Rồi ảo giác của anh ơi. Ảo giác mẹ rồi. Có thuốc, có thuốc. Uống thuốc ảo giác rồi. Gì đó hả mọi người? Dương nói em yêu Linh. Cầm gặp Linh. Dương thấy yêu Linh mà lạ hả? Dương xem anh Phong lâu lắm rồi đó. Ủa mà sao mà yêu Linh hỏi ta? Lẽ ra là em cũng phải biết chứ đúng không? Dương xem anh lâu lắm rồi. Chứ có trong nhóm mình luôn mà. Không mà vừa ít nói, vừa ít nói. Không, vừa ít nói lắm. Trời, mà sao em gặp thằng nè. Ờ, vừa có nước Facebook mà. Rồi rồi. Mà vừa ít nói. Chào Tài Phát nha em. Hello anh Phong, live vui vẻ. Cảm ơn em, cảm ơn em nha. Rồi, má em nghe tiếng gì rồi. Cảm ơn Ti nha. Ủa, anh kiếm được cái bình nào nữa chưa? Tới giờ em đi, tới giờ cứ còn hướng nào ta? Để em lấy cái điểm cái nào. Từ từ từ, cái cùng hả? Cái cùng chắc trong đây. À, hồ bơi Dương ơi, Dương xuống hồ bơi với Dương. Em Dương xuống hồ bơi rồi anh. Gần hồ bơi có một cái. À hồ bơi có một cái hả? Vậy là cho ok. Đâu đâu đi theo thông đi, lấy cái gì em chợ luôn á. Nè nè nè, anh bơm máu nè, anh bơm máu nè. Hậu giác gì không? Đó, phê chưa, phê chưa? Phê chưa? Phê luôn anh. Phê không. Hết chưa, hết chưa, trời phê quá. Hết rồi, rồi, phê quá. Rồi. Má cái gì mới ấy, bật nhạc nữa rồi. Ôi, ai dí tôi vậy? Đâu anh Phong đâu, Phong đâu, đem. Anh đâu, anh đâu? Rồi, 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 đây, đây, đem, đem. Ôi trời ơi, má ơi. Rồi, em giúp anh nữa, rồi chết mẹ đi với hai đứa. Ôi, chết mẹ dính Phong nữa rồi kìa. Em đi xuống lưng nè, đó em đi xuống lưng nè, đó em đi xuống lưng nè. Ôi, rồi chú xuống em nè. Đem. Mày. Má nó xuống nhanh vậy. Ôi, đi lẹ nó tỉnh nó cũng vậy á. Mày chết mẹ nó dí rồi, nó dí kìa, nhanh lên anh. Rồi, xong ổng giác luôn rồi bên. Anh bị ổng giác rồi. Rồi, có thuốc. Hết vô. Không hết được, vô hết. Ủa sao kỳ ra. Từ từ, còn cái má còn cái bình nữa đâu chứ có
không có tờ giấy. Cái bình đâu ta? Có rồi, bên hồ bơi không có rồi. Bên hồ bơi không có rồi, giờ là bên kia thôi. Công an đang xem clip gì ghê vậy? Má, công an đang xem clip em kìa. Rồi xong tiêu rồi, công an đang xem clip em rồi. Ở trên lầu lên chưa Dương? Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Bà nội nào trong hòm chui ra vậy? À, có em ơi, anh lấy rồi nè. Cái gì bà nội ở trong hòm chui ra nghe ghê quá à. Nè, ảo giác nè ghê kia ơi. Có ảo giác kia ơi, anh Binh rồi đó. Đâu 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 đâu. À, trời ơi, nó nằm rõ hả xem. Lấy ảo giác đi. Xem không thấy ta. Uống thuốc cái, uống thuốc không? Ủa dạ xong phải không anh? Dạ xong không? Xong rồi, xong rồi. Ok, sắp đã hoàn thành, mời mọi người ăn nha. À đúng rồi, em nhớ rồi, hồi lần chơi solo rồi chỉ kiếm có 2 cái thôi. Sắp con quá rồi, mọi người ăn nha mọi người. Ai ăn, ai cạp cái giòn. Giờ làm gì nữa? Sớp rồi súp rồi sao? Nghe cháy chưa? Ủa sớp rồi súp là cái gì? Xong rồi, xong súp rồi, úp phòng 7k đó kìa. Trời ơi, úp phòng 7k nè. Úp phòng 7k luôn. Ghê vậy. Úp phòng 7k luôn. 7k hơi hơi bị dữ nha anh. 7k hơi hơi bị dữ á. Rồi nha. Rồi. Ta phải hello bùm nha. Anh nhìn nãy nhắn bùm mình đúng không? Bà chết mẹ bà già. Bà già nghèo khổ dữ dữ vậy ông cô đơn kìa anh. Lên nhanh lên. Chạy. Trời hùng rồi. À, trời ơi. Nó nhanh vậy. Ôi, trời. Ăn đạn. Sao em có vũ khí nè. Rồi mở. Để em chạy trước trường. Anh cũng là người ăn đạn á. Để em chạy trước cho, trời ơi, để em chạy trước cho. Để em nghe đã ha, chạy trước cho. Không đúc chưa? Không đúc chưa vậy? Rồi vô luôn anh ơi. Rồi thôi. Để em chạy trước cho. Mẹ. Cái bà đứng nấu đồ, bận đồ ngon vậy. Trời ơi, đứa kia ghê này, nhiều cái nó cực lắm em. Có cái mắt xẻ tôi nữa. Trời ơi. Ê, cộng kìa. Trời ơi, hay quá. Ơi, không thể tin được. Không tin được, ý là nãy à nãy mượn tờ giấy anh công em á anh mượn tờ giấy á. Trời ơi ba cái A cộng luôn mọi người ơi. A cộng luôn, hồi nãy mượn tờ giấy á. À quá dữ à. Quá dữ. Dữ rồi. Level 13 luôn, sướng. Kiểu này là thứ ba này Dương mới vô Sài Gòn rồi. Không biết em có được trang bị gì mới không trời. Trời ơi mọi người sao đỏ tươi hết trơn rồi. Trời ơi. Anh không đỏ tươi luôn rồi. Đi tắm đi anh. Đứa nào cũng đỏ tươi. Đâu tôi nhận. Người ta nhặt được tờ giấy mà mới được A cộng chứ. Đi anh nữa nha. Nhặt tờ giấy nha. Ừ. Tờ giấy đúng rồi. Cần nhờ tờ đúng giấy. Đúng rồi, công có công đàng hoàng rồi. Bạn này chọc nữa. A cộng nè mọi người. Team ba người, mỗi người có công việc đàng hoàng chứ bộ. Hay ghê. Ừ. Ê không nào chê. Rồi. Ê trời ơi, đập nó hấp luôn kìa trời. Rồi đi mua đồ đi. Trời ơi, Tư Hà. Đó, Tư Hà đập nó hấp luôn kìa. Hay là hay ghê. Hay không, cái gì, hay không chỗ nào chê. Ê. Không. Em tôi đọc rồi đấy. Ghê mà. Ờ, đúng rồi. Ờ, Tư Hà nó bắt đứa ông nổi lắm. Tôi biết ngay mà. Không có em coi được A cộng liệt. Cũng gì. Cái gì may mắn nữa. Tí này bởi vậy. Thiệt. Rồi. Từ khi mình làm mai của bé Hương cho nó là nó không bao giờ mà. Don't give those fuckers an inch. Ủa em có được trang bị nhiều vũ khí không ta? Em cảm ơn cho anh Phong nó. Em đội ơn anh Phong. Em cảm ơn anh Phong đã. Rồi chọn mát đi anh. Gửi bé Hương đến cho em. Anh chọn mát chưa? Clean nữa phân à. Tối ngày nó bôi nhỏ anh Phong mà. Anh Phong hay gì mà nó kêu may mắn. Rồi. Nào. Bởi hôm anh Phong rồi để bởi tuần trước nói đúng mà. Tuần trước em nói là đợt rồi là sẽ nháp thôi. Tuần này chơi thiệt A cộng không luôn. Tuần này chơi thiệt anh Phong. Tuần rồi sẽ nháp không á. Đúng rồi, bây giờ mới chơi thiệt nè. Bữa demo thôi. Bữa là mẫu cho mọi người coi mà. Hôm bữa test mạng thôi. Không, bữa sẽ nháp cũng hơi nhiều nha. Tốn tiền mua giấy. Bữa sẽ nháp cũng hơi nhiều nha, tốn tiền mua giấy gì lắm à. Cũng mặc cái nào nấy đỏ tươi mới được vậy đó.
Anh Phong có làm mai hả? Thôi khỏi nói nữa. Thôi em ép chắc cười chết. Khiếp đầu ép trời. Nay nay chơi tới sáng không mà không chắc chơi tới 2 giờ á. Children will learn obedience. Để che che lại, che lại. Tí rồi, thấy không? Nó đã chiếm được thằng Tí rồi đó. Bây giờ coi nó coi kìa. Nó ăn quả nó không nhớ kẻ trong cây. Anh Phong có làm mai hả? Thôi khỏi nói nữa. Chơi không nói nữa. Thì chắc chơi tới 2 giờ á tụi ơi. Anh bị thiền tắc thở. Còn mà mọi người có nghỉ sớm thì cứ có nghỉ nha. Đấy, ừ, em che lại rồi đó. Trời má, cái cảnh này ghê chứ. Clean the open là cưa chân đúng không anh? Cái gì? Cái đó là cưa chân đúng không? Cái mạng cưa chân đúng không? Cái này á hả? Cái này là hình như là đẩy thuyền á. À, đẩy thuyền hả? Khủng long á, cái nào mà đẩy... cái nào mà đẩy thuyền thì khủng long nó gần lắm. Tại em thấy... ốc. Thấy mạng nào cũng có em bé trên. Rồi đi đẩy thuyền thôi anh ơi. Hôm nay sẽ chơi đẩy thuyền, đẩy đưa. Ai vậy? Hôm nay đưa, đưa đẩy. Trời mẹ. Mà công nhận cái tập đoàn nữa làm không cái... Không phải đẩy thuyền đâu anh. Trời cha mới vô được rồi, cái gì cái con que vậy? Radio. Chỉnh cái tầm sóng radio á. Cảm ơn bé Hương nha em. Cộng là bé Hương donate. Em mới vô được tuổi như cứ hưng cất luôn rồi. Cảm ơn em nha, cảm ơn em nhiều nha bé Hương. Rồi. Cái gì? Trời má, cái gì mà nhạc ghê vậy? Ủa, tự nhiên đóng cửa lại. Quên. Cái gì mới vô mà mới vô mà rượt ghê vậy? Cảm ơn Bum nha. Cái ảo giác chưa? Anh đi được cái ảo giác cho Kiên nè. Từ từ. Đúng rồi, như... cái này là... Ủa? Trên này nè em ơi, trên đây nè, trên lầu em ơi. Dạ, cái này là cứu chân rồi. Cái này là cứu chân. Cái này là mở radio. Mở radio xong rồi làm nhiệm vụ anh. Mở radio xong rồi cứu chân á. Rồi đi mở cho. Em làm công với coi. Ủa mở sao quên rồi. Bấm nút nào mở ta. Chết mẹ. À. Làm đi, làm đi, làm ba cái đường sống nó y chang nhau được. À rồi 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 rồi. À biết rồi. Trời ơi mé là lâu quá không chơi quên. Ê cái chiều cao không cần, chiều cao được rồi. Ok. Rồi làm cho cái đường sống nó nhỏ lại, đường sống nó nhỏ lại xíu nữa. Anh đang nói em hả? Không, cái đầu tiên đừng có làm. Đang nói em á. Phải. Cái đầu tiên đừng có làm, cái đầu tiên là chiều cao là ok rồi. Ok, để đem chỉnh này ra. Rồi em giãn nó ra, kéo giãn nó ra. Đó. Giãn nữa mà anh, giãn nữa mà. Mẹ. Cứ bằng nhau á, em làm cho nó bằng nhau mới được. Ừ, cái con chuột này. Cái giữa. Được rồi, ok đó. Dừng lại, rồi, cái thứ ba đi. Rồi qua cái thứ ba. Rồi kéo nó qua. Đó, lấm. Rồi hốt, nè. Có chiến công nè. Đào tiền quá. Nát chơi game bị chết. Chia ra nha. Rồi chia việc có làm quá. Rồi. Chia ra đi. Tại như mỗi người một khu á. Vậy em đi khu... Rồi em đi khu này đi. Rồi, Dương Danh qua đây. Ôi kỳ vậy, ôi vậy đi mình hả? Ủa kỳ vậy? Mình đây. Mấy gì đi mình hả? Đi mình chia ra mà. Rồi chết mẹ đóng cửa rồi. Rồi xong luôn. À vui rồi, có chuyện. Quyền. Rồi tiêu rồi, có hàng cầm dao với em kìa. Thôi em đi trước. Trời ơi. Radio. Chết con mẹ rồi. Má không, chưa mở cửa cho em trốn nữa. Biến cho tao. Ơ chết mẹ. À. Cứu. Giờ mới vô mà gặp nhau như duyên phận vậy trời. Có cái gì vậy? Ok. Cái gì vậy? Rồi má em nó dí em tới đây luôn rồi. Rồi chết mẹ dí rồi. Dí rồi.
Trời đất ơi, nó đâm trên tường tôi luôn kìa trời. Trời ơi má nó dí em. Nó chết mẹ rồi. Nó ở bên kia cửa mà nó đâm qua bên đây cửa luôn. Trời ơi má nó dí em vào đây luôn rồi. Trời ơi má chơi gì mà dí không vậy? Mới lập công xíu rồi bị chết rồi. Để đi kiếm đường vô đã. Má ơi gặp con mẹ gào thét đi. Có cái radio kìa em thấy rồi. Rồi má gặp. Đây nè. Ê má bị chép nó rồi trời ơi. Ôi ơi cái mày nè. Bị chép. Rồi đây anh chơi đây anh. Rồi vô làm đi anh cover nó ngoài vậy. Ôi. Anh lừa nó ngoài vậy. Còn em nữa anh ơi. Em thấy radio mà em bị dí rồi. Trời sao bị dí rồi. Qua đây anh lừa cái bà mọc này qua chỗ khác rồi. Được rồi anh nè. Còn kiên. Ai nói vụ à, hằng nó đi ơi, em đi radio với. Mẹ con mẹ phê thuốc. Rồi anh vụ nghe em làm á. Rồi làm đi. Rồi em làm cho. Nè. Trời ơi mấy cái đường sống gì mà khó hiểu gì trời. Nhanh lên em ơi, anh đang rất là dụ luôn rồi đó. Em cũng đang cố gắng nè. Má mất kiên nhẫn với game này ghê luôn. Trời má ơi. Đang cố anh ơi, gần rồi, một chút nữa được rồi. Trời ơi, một chút. Em ơi. Em đang từ từ anh ơi, một chút rồi. Rồi. Rồi đi thôi em ơi. Chạy. Mày chết mẹ ra anh đâu rồi? Anh đây thấy anh rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì mà hi ghê vậy? À, nó dí tụi mình hoài vậy. Thôi đi em ơi, xong rồi đi em ơi. Đi nhanh lên. Quỳ hên quá. Rồi đi xuống trước nè. Nhảy xuống luôn. Trời ơi, nhảy xuống. Rồi đi qua. Bật. Đem bấm cho. Rồi. Bơm máu đi, mất máu rồi. Rồi bây giờ để khi này lâu nha mọi người. Ủa bơm máu cho anh, em chưa bơm máu nữa. Em nè. Vô. Vừa hết đi em. Hết đi em. Đang hết. Đang phê nè. Vừa hết chưa. Ủa hồi sinh lấy trước nè. Rồi ra ngoài lấy phim đi, đưa phim ra nè. Rồi lại em lấy cho. Nhiều. Đi ra ngoài đi. Đây. Ra ngoài. Rồi má gặp con mẹ mất con mẹ nữa rồi. Đi qua đi. Tiếp. Trời má, ghê vậy. Nó điên cuồng luôn. Má điên cuồng rồi, lại em trốn chưa. Đừng vô đây, đi ra ngoài lấy đĩa đi. Thì từ ra nó có con quỷ ngoài kia kìa, móng vô không ra được. Con quỷ ngoài kia kìa, hàng bự. Anh Phong bị cái gì rồi? Anh Chi tìm máu đi hả? Từ. Rồi em lấy. Là bị anh cậy rồi. Ủa anh Phong bị ao hả anh? Anh cậy rồi, anh bị anh cậy ra chim rồi. Rồi cứ chơi đi. Ủa chết cha em sợ quá. Rồi má bị nữa rồi. Ủa gì em ơi. Chị bị tới kia rồi đó. Trời ơi. Trời má ơi. Cứu. Cứu em anh ơi. Chết rồi hả? Chết rồi anh ơi. Chết tới đỡ em lên, tới đỡ em dậy đi anh. Ui da. Rồi má tới nữa rồi, thằng khổng lồ kìa. Rồi nó giẫm em rồi. Rồi tới công chuyện rồi tiêu em rồi anh ơi, chết luôn rồi. Sao chết được. I'll learn you to mind me. Rồi xong. Ủa sao anh không bị ăn gãy ta kỳ vậy. Ừ má 18 cộng. Rồi game này nguy hiểm quá. Quay gì nè, ghê vậy. Cứu em với, Rồi. Anh bơm máu nha, ngồi im anh bơm máu luôn. Dương vô đây, anh bơm máu nè, Dương ơi.
Còn mấy phút nữa. Rồi chết mẹ rồi. Để đây đem. Rồi. Lấy đĩa chưa? Rồi, anh làm được một cái rồi, tôi làm được một cái rồi. Từ từ đem trốn trước đã. Má mới vô. Mấy cô chưa vô em được không ta? Rồi mát nó chết mẹ rồi. Cứt luôn. Á à, vũ. Ờ à, đúng rồi, vũ đem đi. Chết mẹ rồi, nó ngay chỗ em rồi, đéo đi được anh ơi. Sang tị nạn rồi đồ nữa. Yeah. Tao điên rồi. Ờ sao vũ qua đây em rồi. Rồi đúng rồi. Rồi đem qua đã. Cú. Rồi chết, anh cứt rồi. Chết chưa anh, chết rồi hả? Chưa. Cú được. Để nó qua đã, để em ra cứu anh kìa. Nó ra chưa ta? Nó đi chưa em, còn tiếp bước chân. Trời ơi má, còn bệnh kìa. Còn đây em không đi được luôn anh. Không bên ngoài kia đi. À rồi, nó đi rồi. Đi, chết mẹ đứng trước cửa tủ em rồi. Cảm ơn tư ngại nhé. Trời đứng trước tủ em luôn rồi, sao đi đây. Không ơi, rất lai rồi kìa. Biết rồi. Đây, cảm ơn nhiều nha. Cắm 10 phút. Ủa, của anh Phong kìa. Cửa nào vừa vô đi có ha. Nào vừa vô vậy? Chưa nha. Chết chạy tới em rồi. Ủa, chạy. Giúp. Help me. Trời, em đi giờ. Rồi. Đi qua nó. Ơi, cái đĩa đâu? Cái đĩa đâu? Nó lấy cái đĩa rồi. Dương, bỏ lại cái đĩa cho anh. Bỏ lên. Chà, sai. Chỗ này chiếu phim chưa? Đây là chiếu nè. Rồi, chiếu em chiếu đây. Rồi. Xong, em chiếu rồi nha. Ok, em chiếu rồi. Rồi, đi thôi. Cảm ơn mọi người nha. Rồi, đi. Chạy. Cho anh chị lên tông nè. Rồi đi ra phòng chính đi mày. Chết. Chết mẹ rồi. Em hết đầu rồi. Chạy. Cứu. Em là người cuối cùng rồi. Ủa. Rồi đi qua bên kia. Ủa anh Phong bự đi được chưa? Chưa, 5 phút nữa em ơi. 5 phút nữa. 11 giờ 13 phút. 4 phút nữa. Nó cắm anh 10 phút rồi. Vậy bữa sau kiếm cái map nào nó dễ thở hơn anh. Okay, rồi, má cái máy nhạc kìa. Trời ơi, xong. Cảm ơn mọi người nhé. Tìm chìa khóa. Rồi. Tìm chìa khóa có hình. Rồi chết mẹ. Né mấy cái khung cảnh gì cả mà đã. Em không nhìn đâu nha. Còn em nữa, hai anh cưa nha. Em sợ ban lắm, hai anh cưa nha. Em kiếm chìa khóa cho. Chìa khóa hình con gì vậy? Bonnie là cái gì? Bonnie là con thỏ. Ngôi sao. Ok, anh kiếm. Rồi hai đứa kiếm chìa khóa nha, để anh đi mở mắt điện. Để anh đi cưa nha. Để tí anh cưa nha. Ê, chạy qua đây phá cái cửa đi với. Rồi. Đi em lên. Ê, phá cửa chung luôn rồi đi. Rồi. Anh làm mắt điện chưa? Rồi. Chết. Trời ơi, cái đéo gì mà dí nhau hoài vậy, đâu rồi? Hello. Mày hả bưởi, anh cứt đi. Cứ lại.
khóa cửa. Xong. Đây rồi anh. Chết mẹ sao tiện chiếu cho con nhỏ không bằng đồ vậy. Rồi mấy em cất rồi. Chiếu con nhỏ không bằng đồ. Tới ngôi sao, có ngôi sao rồi nè. Kiểm chở em anh ơi. Khoan đây, kiếm mình sang. Từ từ em đi lên nè, em đi lên nè. Chết mẹ rồi. Ây rồi, có sang rồi. Rồi, mở chìa khóa. Đâu rồi, bên đi. Rồi, mở, xong. À, anh cưa nha, em không cưa đâu, em sợ lắm. Đem xuống hỗ trợ anh Phong nè. Rồi đem xuống hỗ trợ anh Phong nè. Cái gì mà đang hét vậy? Đâu, ủa anh Phong đi đường nào vậy ta? Để chứ anh Phong coi, anh Phong đâu rồi? Đường hầm. Rồi chết mẹ. Chết mẹ nghe tiếng rồi. Đem tìm đường xuống nè, anh Phong đợi xíu. Yeah. Hình như ở ngoài chỗ vườn nha. Rồi đem cưa đã. Từ hai đứa hỗ trợ nhau cưa trước nè. Rồi thân đi xuống luôn. Má sợ ban quá trời. Từ rồi đi xuống cưa. Đi xuống dưới Phong thôi. Đây nè. Đây. Đi đá chọi đó mày ơi. Má đây. Anh chọi nó không xi nhê luôn ấy. Trời ơi, em đi chưa hồi chiêu xong nữa. Rồi. Em có cái đấy rồi. Nhanh nó tới dứt điện bây giờ. Đổ xăng vô. Còn nữa không anh, Hình như em thấy còn một cái bên kia đúng không? Trời má. La hoài nhít cái đầu ghê luôn, nhỏ này. Trời ơi. Rồi đem tưới vô cho. Tao bị hút đam hoài vậy. Rồi đem tưới vô. Em hết rồi. À đây còn. Rồi đem. Bên này nè. Rồi. Còn phải cái gì? Còn phải hai. Ê chết. Còn bên này nữa anh. Đổ xăng chưa? Đổ xăng rồi. Có căng rồi phải không? Rồi ok. Anh kéo máy ra. Đây chưa mà. À còn bên này nữa. Rồi chết mẹ ăn cướp rồi. Nè nó cứ dí anh hoài vậy ta. Ok anh nhử đây. Đem. Rồi. Rồi đem. Rồi. Ok, đi ra. Mọi người rồi, mọi người đâu, đi theo mọi người đã. Từ từ để em ơi, đem. Ê chết mẹ, cứu. Cái gì vậy? Ui. Trời má, ảo giác rồi, chết mẹ rồi. Mẹ. Dậy rồi. Được rồi. Nó chết cha rồi, em còn bị kẹt nè, từ từ. Rồi đi lên. Trời má ơi. Ủa, cái chăm beo ở đâu vậy? Đây mà. Đây. Rồi bấm nút đi. Chưa, đủ ba người mới được anh ơi. Cảm ơn Mary nha, cảm ơn bộ công an nha. Rồi. Em đi rồi. Bố chưa anh? Rồi bấm nút nè, rồi xong. Re-rup anh ơi. Ôi làm sao nữa. And know that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread and he broke it and said, take, eat, this rồi. Is my body which is broken for you. And also bây giờ con nhỏ làm gì vậy? Saying, this cup is the new testament. Ủa đâu cưa giờ đâu. Nha là xong rồi. Chưa xong rồi. Rồi đi xí tên ơi trốn. Rồi con mẹ tới kìa. Ghê quá. Chạy. Chạy nơi. Má chạy hụt nữa. Đập phát. Rồi chết cha người khổng lồ nữa kìa. Cứu. Ôi mới được làm đi nhanh hơn vậy. Đường này. Bố. Đi qua đây. Đi nhanh. Chào quán loạn. Quán loạn quá.
Ê, còn một tờ nữa hả? Vâng. Nó một tờ ở đâu trời? Rồi ơi, ảo giác nữa rồi, mẹ ơi. Thôi, đi, đi, đi. Con nút đi, bấm nút, con nút đi kìa, con nút đi kìa. Rồi. Đây, em còn đồ chơi, đồ sợ. Đồ chơi, hãy chơi đi. Rồi, em còn đồ chơi nè, đây, 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 đây. Rồi. Đồ chơi. Đang nhìn bên kia. Đồ chơi. Mẹ ở giá phút cuối luôn. Em còn đồ chơi nè anh ơi. Ở giá phút cuối. Rồi rồi rồi. Anh tưởng đồ dương rớt cái đầu kìa. Dương bị rớt cái đầu luôn rồi đó. Trời má bê trừ hả. D cộng luôn. Bị ăn gậy còn bị D cộng nữa. D còn cộng nữa cái mụ nội nó. D cộng nữa trời. Trời đất ơi D rồi mà còn cộng nữa chứ. Trời em C luôn kìa. Ok. Trời. Không game này khó, game này khó. Game này hả mấy anh em ăn đam quá trời. Ảo giác cuối cùng. Mấy em ăn đam mà sao được. Ủa anh Phong vô like được chưa? Em ăn đam nhưng mà cái anh ăn đam nhiều hơn. Anh ăn đam rất là nhiều luôn. Anh còn bị chết nữa mà. Anh còn bị mì knock out nữa mà. Anh bị đam nhiều lắm. Tại nãy anh không có tập trung được. Anh bị ăn gậy live stream nè. Anh bị mất tập trung á. Chào mọi người nha. Hồi nãy bị gậy á mọi người. Bị ăn gậy cái cảnh mà khỏa thân á. Mấy con quái vật hồi nãy nó ở chuồng á. Bị hết 10 phút. Hãng đề cộng luôn. À, bị đề cộng luôn. Mất trời ơi. Trời ơi, mất hết view luôn mấy mọi người. Đề cộng luôn mà. Bị ăn thẳng cái đề cộng luôn chứ. Nãy mới được A cộng xong. Trời đất ơi. Bị ngay chụp hình lại nha. Chết rồi. Anh vừa nói là có người chụp rồi đó. Sợ. Từ từ. Come back soon. Cái gì em nói rồi nãy đã A cộng là may mắn mà. Trời ơi em ơi. Em không bị mất tập trung thôi. A cộng là do em mới game lỗi thôi. Trời ơi. Rồi mọi người về nhà rồi. Em muốn làm quen anh. Anh tên Tào Chương. Rồi. Electric Boost này. Đây là ngày 11 tháng 5 cool. Anh không đã nhận được con A cộng. Em xin trả kèo 20k. Em rồi bye nha mọi người, về nhà anh Phong đi nha. Ừ nè mấy bạn ơi, chú bên em chờ anh Phong về mở cửa kìa. So, what do you want to try today? Trời ơi Dương nghe vậy ông Dương, nó tặng cho anh 20k, nó donate weekend á, nó nói anh Dương giỏi quá, anh Phong mãi mãi là người đứng sau. Trời đất ơi trời, nghe mà đau lòng quá anh Phong ơi. Nó rồi trong đầu con bé Mỹ Sang bây giờ là chỉ có Dương thôi. Anh Phong nào ở đây? Tôi không biết anh Phong nào ở đây á. Trong đầu nó bây giờ chỉ biết Dương thôi. Cứ Dương suốt vậy đó. Rồi cái này tiếp đi anh ơi. Nha. Sao lai trễ quá vậy anh Phong, tới rồi đó. Cũng tới em nữa đó, tới bé Hương nữa đó. Nó kiếm chuyện anh. Cái vợ. Kiếm chuyện không à, mới là kiếm chuyện với anh Phong không à. Vô anh ơi. Ủa cái này màn gì nữa? Cái này là cái map mập á. Cái này là mình đi đi chọn mấy cái đầu con vịt á. Giống như là mình chơi rồi chơi á. Cái đấy hình như là mỗi người một phía đúng không anh? Hay là không, cái map nào vậy? Mình đứng ở trong cái map đẩy thuyền luôn. Cái map đẩy thuyền á, nhưng mà mình đi lấy mấy cái team á, mình chọi mấy cái đầu con vịt nó chạy qua chạy lại đó Dương. Thấy không? Em biết không? Vô đi rồi hay. Vô trước nè. Mấy cảnh như này anh nhìn lên trần có được không? Che lại có mình skip ấy. Nhìn lên trần nhà đây. Rồi có mình skip đi, không, một hồi vô kia nó cũng vậy à. Không mà đóng mới được mà, đóng mới được. Không phải là cái cảnh này mà là cái cảnh này, cái thằng ở chuồng hồi nãy kìa. Dương biết thằng ở chuồng hả? Nó lộ ra luôn á em. Cái thằng mà nó không mặc quần luôn á. Ừ vậy là xui cho anh Phong rồi, em hên. Dương biết không? Dương biết đúng không? Cái con mà nó cầm cây chùy đó em, nó ở chuồng luôn á, nó không mặc đồ luôn ấy. Hồi nãy mày Siku với lại ai đời coi nè. Rồi. Quên, hồi nãy lẽ ra là chưa có bịch bắt Siku lại, anh không đi ăn gậy rồi. Để Siku thấy được. Để Siku thấy được xong rồi nó đưa vào cái nhóm gọi là trẻ em dưới 16 tuổi đi.
Lộ gì với anh? Lộ gì Tư Hạ? Rồi đi anh ơi. Tư Hạ thì tức ghê vậy đó. Lộ gì với anh? Biết rồi còn hỏi nữa chứ. Ủa Minh Dạ vừa tặng. Ừ, cái này mới nha anh ơi, cái này không biết nha. Những cái này đây không biết rồi đó. Cảm ơn Minh Dạ nha em ơi, cảm ơn em nha. Cái này giống cái chỗ mà nãy nữa ta. Ở đâu có nhạc kỳ á. Ủa em donate sao họ, sao không có nhạc. Đi chưa anh, đi chưa anh. Anh không nghe được chút xíu à. Hey, see that. Đó đi rồi. Trời trời, thấy Dương Phạm chỉ với Yoshidat nữa kìa, ghê không. Bữa giờ có hiện đâu anh, có mà. Có hiện nhạc mà. Ủa, chỗ này làm gì, em không biết nè. Có hiện nhạc mà. Nè, đó cái nhạc nó bị lát rồi. Nè, lấy cái tim nè. Lấy cái tim nè mấy đứa. Rồi đi chở cái đầu con vịt. Nè, cái này anh. Em nhìn trên á, nè cái đầu, nè cái này. Nè, dưới, nhìn nè, nhìn nè, chở cái đầu con vịt nè. Ở đâu, ở đâu anh? Anh vừa mới chở xong nè. Em nhìn ở trên á, nó sẽ có mấy cái đầu con vịt đi qua đi lại á. Qua chưa, qua chưa? Im ra kia, chở nè, chở nè. Đâu, 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 à, đây không, đây không? À, con này hả? À, đây, 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 thấy rồi, thấy rồi. Rồi. Đó, chạy đó. Rồi, ảo giác. Đấy. Ảo giác lấy liền. Xui thì. Số đèn vãi luôn. Ảo giác đi. Nè, đó nè, lấy đi. Đó, chạy đi. Chưa là... Chưa lụm ấy hả? Rồi, để anh chạy được rồi. Rồi, ok. Cảm ơn Ti nha. Rồi má con mẹ nữa rồi. Sao mẹ vô nhanh thế nhờ. À quên. Quên ra chưa mua cái giày nữa. Em mua cái giày để cho nó bớt tiếng động lại. Trời. Rồi qua luôn, qua luôn. Trốn liền anh. Rồi em tiêu rồi, em tiêu rồi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi ơi, một cây máu luôn, không đùa được luôn anh ơi. Rồi chết luôn rồi, má. Cái gì? Cứu em anh ơi, ơ bỏ đi rồi. Ơ bỏ đi rồi. Biết rồi. Quay lại mà. Để bầu anh đã. Trời má, còn thuốc nổ nữa, chết luôn. Ủa giờ mình tìm cái đồ đi lên đúng không? Tìm đường cái đường, tìm đường đi lên đi giết ông kia phải không anh? Đúng rồi, tìm đường đi lên đó. Rồi đem đem nè, rồi để lên. À, ôi. Máu nè. Rồi lấy tài liệu nè, em lấy tài liệu rồi. Rồi, mết luôn, rồi đi. Mết luôn. Sao em Tư, em có... À, thích chơi game này đâu. Thì game này hồi đó là anh với anh Phong với em Tư cũng gặp nhau lần đầu đó. Anh em mình gặp nhau cũng game này nè. Má, sao giết tôi hoài vậy mọi người. Đúng nổi đó. Rồi rồi, đi. Giờ mình làm gì trên này ta? Chị có lỗi làm gì với nó vậy? Mày chạy đi anh, chạy liền. Ủa anh đi đâu vậy? Ờ đi kiếm cái đầu con vịt tiếp em ơi. Bỏ này nhiệm vụ kiếm đầu con vịt hả? Ờ mình chọn mấy đầu con vịt á, mình mới được đi lên kia. Chết cha, ảo giác nữa rồi. Mấy ảo giác hoài luôn trời ơi. Nữa ảo giác nữa rồi. Bà. Đi lấy trái tim nè. Đi lên trên. Đi lên trên, đi lên. Ờ lấy cái tim đi. Trên này nó có đầu con vịt nè. Gì nữa vậy, nghe tiếng nhạc rồi. Có chỗ ném anh, có chỗ ném không? Ủa đậu gì nó nằm ở đâu ta? Đẩy ra ta. Ê Dương chọi hết cái gì kìa. Còn một cái nữa. Cái cuối cùng Dương, còn một cái nữa Dương ơi. Cái nữa đâu ta? Trời ơi, dâu cũng nghe tiếng hết trơn ấy. Trời, như có con mẹ kia nữa.
Em dòm trên trần á, vừa kia kiên. Coi có đậu dịch không? Em đang dòm nè anh ơi. Rồi má tới công chuyện rồi. Nhớ cái này hồi đó vui bị cấm mấy ngày hay sao quá cười xỉu. Đúng rồi em, vui lắm em, anh mới bị cấm luôn á. Cái gì đó? Anh không chuyển vừa mới bị cấm hết 10 phút nè. Rồi tới công chuyện rồi em ơi. Anh ơi. Rồi anh trên lại bị ẩu. Ẩu giác nữa rồi. Su cà na thì chứ. Ẩu giác là gì? Ẩu giác nào, ẩu giác nào. Rồi lấm. Em bị dính đây rồi. Em dính đây luôn á trời. Gì? Rồi má combo luôn. Mẹ còn một cái cuối cùng nó nằm ở đâu vậy? Còn cái còn chém chọi nhanh ơi. Chém chọi cuối cùng với. Ok được rồi đó. Ủa được rồi hả? Sao hay vậy? Rồi giết cái thằng kia. Trời má lại ổng giác nữa. Giác rồi. Nó giác hoài luôn ta ơi. Ba thằng cậu vậy. Lên lầu em ơi. Chưa có thuốc anh ơi, chưa có thuốc nữa. Ủa nằm ở đâu ta? Đây. Chưa còn đường này cũng được. Trời ơi. Hết rồi. Trời ơi. Bạn cứt nữa rồi. Dạo nặng quá. Trời ảo giác tiếp rồi. Trời. Ảo giác liên tục luôn. Này còn gặp thằng này nữa. Từ em bị ảo giác rồi. Kìa có thuốc đâu rồi. Rồi xong em tiêu anh ơi, cứu em với. Rồi chết luôn rồi. Bạn rồi đi. Em tiêu anh ơi. Máu, bạn nào lấy máu đâu. Ở đây nè em ơi. Lên. Rồi đi em, em xử nó. Ây. Làm gì nó anh? Trời, em mới mang rợ nghe, không quay đâu. Mày mang rợ quá. Bạn nít đi chơi đấy. Ghê quá. Mẫu nè, đứng im nè. 3 giây nữa, tập trung làm như hết nè. Rồi, 1, 2, 3, hết vô. Phê quá, trời ơi. Phê. Rồi, chết mẹ rồi. Báo động rồi kìa. Em ơi, acid nè, em ơi. Hên. À. Lối ra, đây, acid này. Căn đồ. Nè, cộng ông ta, chứ ai cộng ấy, em lấy từ cháy rồi. Rồi má bà già nữa kìa. Không. Má bà già nữa. Ôi, tao chạy rồi. Ôi, rồi. Có não nè, trời não đi mày ơi, không chạy não nữa. Anh em mình không chạy não nữa. Không cần dùng não luôn. Chạy não đi. Rồi, em chọn rồi, rồi. Ok, qua luôn. Rồi, không cần dùng não nữa. Trời ơi. Hết cả hồi. Anh em mình không cần dùng não. Ừ. Rồi B à. Ở A+ kìa. A+. Tụi em B. Trời ơi, tôi được A+ kìa. Trời ơi là trời. C không kìa mọi người. Tuyệt vời. Hãy đưa ra mừng. Hãy đưa ra mừng. Nghe nha, hãy đưa ra mừng nha mọi người. Rồi, chào anh Thông. Hãy đưa ra mừng.
Wow. Thả rương 20 xu cho một người thôi, chơi vậy đó. Anh thích chơi vậy đó, hát mọi người đi cho nó vui. Để đếm vô, đến quanh phong lụm ơi. Ôi trời, vậy luôn. Trời ơi, vậy luôn kìa, kiên kìa. This does not go away with your potential. You know you're special. Your performance should reflect that. Rộm rồi, em phát nai không có vô được rồi. Trời ơi, kiên tham nha, đang live stream mà nhảy qua live stream đi lụm lụm thương luôn kìa. Chào Nguy Hồng Pha 42 nha. Let's see what's in the medicine cabinet. You're so cool. Để xíu nha mọi người. Ok, em đi rồi, em đi rồi thì chờ anh Tông á. Em cứ lấy xu này. Ủa? Ủa, còn cái gương của Lâm Nhiếm đấy hả? Trời ơi, được A cộng nha. Mọi người nên chụp hình lại nha. Xem anh Thiên ảo có mở được không anh? Thiên Hạ nói kìa. Thiên Hạ nói là đố em mở được kìa. Đố em mở được rương của anh Phong kìa. Thôi đừng có thách anh Kiên. Anh Kiên đổi qua nít phụ. Anh Kiên mở mới về. Trời ơi, ghê dữ vậy. Ok. Trời ơi, mấy anh em mình đi nhanh ghê. Hồi nãy được 5 map rồi đó trời. Mấy anh em mình đi nãy được 5 map rồi đó nha. Ôi A cộng quá trời luôn đâu rồi. Cái đi trời chết cái gì. Rồi bây giờ lấy bình xăng nha, lấy bình xăng rời khỏi Dương biết đúng không Dương? Lấy bình xăng xong đổi máy phát điện á em. Mới vô mới cho cho mình cái bình xăng á, cái mình đem lại máy phát điện á nha. Dương đi báo cáo chưa? Chắc là biết đấy ạ. Biết không? Mới vô nó cho mình cái bình xăng á, mình đi từ từ á. Ủa vô map nào nữa anh ơi? Ê, tuần 27 giây. Đó, anh vô đó. Ừ. Chuẩn bị coi hai người nào được may mắn. Ủa? Chào Bảo An nha em. Em ủa, chào em vừa hẳn Bảo An nào. Mình nhớ mình cũng có một đứa Bảo An đó. À. Rồi. À, phòng ngủ anh, sleep room hả? À, police station, phòng cảnh sát. Cái gì đây? À, đi này đi đẩy, này đi đẩy anh. Rồi nhìn lên trần nhà đó. Trời ơi má, tôi mở luôn kìa, gương của tôi thả mà tôi mở luôn kìa. Xem chi tiết. Trời ơi, Thủy Binh 0304 là ai vậy ta? Thủy Binh hả? Thủy Binh 0304 là bạn nào vậy? Thủy Binh nè, Thủy Binh 0304 được 13 xu. Trời hơn thiệt chứ. Wow. Trời ơi, bé Vân Anh được 7 xu. Bé Vân Anh được 7 xu nữa kìa. Bắp kìa, bắp được 13 xu. Bé Văn Anh được 7 xu. Ghê vậy. Ghê dữ vậy. Trời ơi trời, bé Văn Anh được 7 xu. Ghê vậy ta. Dữ ha. Gương Anh Phong mà. Gương Anh Phong mà. Anh Phong thả 20 xu cho hai người mà. Sao gương rồi. Ê, thả tim đi kia ra. Thả tim cho anh Phong đi kia ra. Ê mọi người bấm tim đi. Bấm nè, bấm với lại kia đi, bấm tim cho anh Phong đi. Mỗi đứa 500 tim đi em. Ủa cái này làm gì anh? Cái này đẩy anh. Ủa cái này đẩy anh. Hình như là tìm đường thoát ra. Tìm đường trốn, có map kìa. À cái này mới em không biết. Cẩn thận anh à. Ờ đang đi cái bên Dương nè. Trời ơi là trời, tưởng đâu khen thằng Dương chứ không phải đệ. Ok, cảm ơn em. Tưởng đâu khen thằng Thả rồi em là fan của Dương. Rồi. Tưởng đâu khen thằng Thả rồi em là fan của Dương. Như có lẽ đánh răng phải bên phòng ơi. Cái gì? Mày chết mẹ rồi, có cảnh cảnh sát nó tới kìa. Điều đó đúng rồi. Ôi, má, ông nội này đâu ra vậy? À. Như lấy bánh răng thôi mà, nhìn thấy cảm thấy có bánh răng kìa. Ờ, không có cái này rồi đó. À, không phải. Dương gặp mình xăng hả? Dương gặp mình xăng hả? Vâng. Không có xăng đâu.
Rồi chết mẹ Steve em rồi. Rồi đó, đem vũ vô, đem vũ vô mấy anh làm tiếp đi. Quên nữa anh chạy Dương đi bộ, anh quên. Hướng này nè Dương, hướng này nè. Đây em ra. Đi qua đi em. Ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi lạc mất mấy anh rồi. Đó đây nè, đây nè Dương. Đưa vô em. Đổ xăng đi, đổ xăng đi. Anh lừa thằng cảnh sát nha. Anh lừa được cứ làm đi Dương ơi. Ơi đi, đi Dương nó quay vô. Ê, nó dí anh à, cứ làm. Em tới nè, em tới nè. À, anh nó mắc dí lắm hay gì á. Rồi, thấy mẹ chưa? Rồi. Đem. Trời ơi. Tu cà na thiệt chứ. Đó, vui làm rồi. Đi thôi. Đi. Mất dí anh, cảnh sát nó mất dí anh. Rồi, xong chắc vui được A cộng rồi. Vui được A cộng rồi. Mình xuống đạn đi bé ơi, xuống đạn đi bé ơi. Ủa sao có ai vậy, yên tĩnh đi vậy. Rồi qua luôn ơi. Mình dư nó còn dư cái skill nó chọn mình luôn chứ. A trừ. Thôi được rồi, được ai trừ được rồi. Biết tại sao không? Tại vì anh Phong bị ăn dính một cái đam á. Tại anh đi dính một cái đam á. Trời ơi, sao mình xấu dữ trời. Nói sao coi như mặt của mình nó xấu dữ mọi người. Thôi vô đổi bộ đồ ơi, bộ đồ nhìn ghê trời, xấu quá. Chơi game mà A trừ, ủa em vô duyên. Chơi game mà A trừ, khác nào quen bạn gái ở Kiên Giang mà chưa về Kiên Giang lần nào. Ghê ha, đó đáp ghê ha. Chơi game mà A trừ, khác nào quen bạn gái ở Kiên Giang mà chưa về thăm Kiên Giang lần nào. Quá dữ à. Đó, bé Hương. Nè, con bé Hương nè. Who needs a little help? Thấy chưa? Now don't. Cái gì mà bằng lâu dữ vậy? Từ từ để em thay đồ coi, em thử thay đồ coi, có đồ mới không nè. Rồi. You're really sticking around this place. Hết chưa? It's your neck. See if I care. À, nhức đầu quá anh ơi. I'm sure my reputation precedes mine. Phải đi anh, mới được. Chưa thấy tôi quên weekend lần nào nè, weekend này liền. Weekend 5k nói là bé Hương ơi bớt lại nha, đó, weekend liền. Bộ bữa đâu anh? À cái bộ đồ cảnh sát đúng không? Rồi cái bộ đồ cảnh sát của anh để đi thay. Thấy không? Úc Phong 4k đàng hoàng. Thấy không? Tí thấy không? Bởi vậy bé Hương có donate đó nói là em yêu anh Phong quá trời. Thấy không? Có khi nào bé Hương có donate là yêu anh tí quá đi thôi, trời ơi. Đó, có bây giờ bé Hương nó ghi gì đâu. Để thay đồ cái đó. Bộ đồ này đúng không? Không có bộ đồ này phải không? Rồi chốt đơn nha. Má sao nhiều đồ xấu dữ vậy. Mua cái dép đâu vậy anh? Sao không thấy dép nè. Người làm gì có dép ông thần. Ủa em nhớ là rồi mua dép mọi người.
Làm gì có mua dép. Cái mua dép đây không bị gây tiếng động ha. Mua dép là bị cái con nhỏ ở đây nè. Cái bà ở đây nè. Cái bà ở trên lầu á. Cái skill đầu tiên luôn. Rồi thôi thua rồi, em không chưa đủ tiền rồi. Thôi vậy chơi tiếp cho có tiền thôi. Vậy chọn map đi anh. Dạ em yêu anh Tí dữ lắm. Chấm hết, sợ Tí buồn. Thôi tốn tiền quá không nói nữa. Bé Hương tốn tiền quá, sợ bé Hương tốn tiền. Nó qua nó lại hỏi bé Hương donate tốn. Ủa? Tiền tội nghiệp nha. Anh chọn map chưa? Ôi anh em mình có thể chơi hết được luôn á. Ồ ghê trời, anh em mình chơi nhanh dữ trời. Anh em mình có thể chơi luôn một cái chương trình này luôn á. Không có đùa đâu. Xúc luôn anh ơi. Ủa thằng Kiên đâu? Em nè, em đứng trước anh nè. Kiên đâu? Anh mặc chưa nhớ lại. Mà ủa sao em bị ban hoài ta? Rồi. Rồi anh ơi. Chương trình gì đó anh? À anh không biết đi vô coi. Dương nghe không? Dương có donate cho anh Phong Dương nghe không? Lúc nào donate cho Dương đó trơn thiệt. Nó nói là Dương á, là đứng nhất từ trên đếm xuống. Còn anh Phong là đứng nhất từ dưới đếm lên. Ý là nó khen em đẹp trai đồ này nọ đó. 1m7, 70kg đồ rồi, ngực to mông nở đồ đó, hiểu không? Nó khen em gì đó. Ý là nó khen em ngon đó. Thì em được khen nhưng mà anh được donate mà. À, cũng hợp lý nha. Cũng hợp lý nha. Dương được khen nhưng mà mình được donate nha. Cũng hợp lý nha, nghe hợp lý nha. Thôi kệ, chịu nhục chút xíu cũng được. Cũng được, mình chịu nhục chút xíu cũng được. Không sao. Rồi lên lên cái anh ơi. Cũng lòng đổi mặt đó anh. Ok, đang đợi em nè em ơi. Ơ, chịu đi qua đi mọi người, má ơi, bị em cậy á. Thôi em cũng nghiêng đầu lên nè. Ủa Foster Open là cái gì ta? Cái gì? Foster Open là này mới anh, em chưa biết nữa. Cái gì kia nói gì kia? Đây là cái màn này mới phải không? Anh không biết cái màn này sao nữa, để vô coi. Foster the Open hả? Anh nghĩ là cái radio nữa Kiên ơi. Anh nghĩ là cái radio giống cái hồi nãy sao á, radio với lại phim mấy em. Thì mấy cuộn phim á, anh nghĩ là vậy á. Không biết có phải không nè. Ôi má anh ghê quá. Rồi. Vô. Rồi qua vô anh ơi. Em có thấy gì hết rồi. Ồ quen hết ta. Quen. Không, cái này là cái này. Mở radio nữa rồi. Hình như không phải rồi, hình như cái này cũng này khác. Đây đồ em ơi. Nè ảo giác nè. Đó, nhường cho Kiên đó. Mới vô ảo giác nữa. À cái này mở radio với Kiên ơi, Dương ơi. Radio với tụi em ơi. Đây nè, mở cái đầu tiên đây nè. Đó là cái đầu tiên đi, xong rồi làm thêm 4 cái nữa. Có nghĩa là nó có 5 cái nè, Dương thấy không? Làm 5 cái bóng đèn này sáng lên. Là nó mở cửa đó nè. Rồi cái bóng này chỉ có cái ra đó, kia đi. Ủa, cái này em chưa chơi. Cái này là kia được. Thì đó, đi tìm radio đấy em, chỉnh cái tầng sóng giống hồi nãy đó. À rồi. Ủa sao gọi không mở đi. Đây. Rồi lượt theo. Ủa em chê cái cạc gì á Dương? Cạc của em là cạc gì? Em chơi 3050Ti. 3050Ti gì là em chơi laptop hay là PC? Laptop hay PC? Ủa, em chơi nap rồi. Lap hả? Ừ ghê ta. Lap mà 3050Ti là cũng mười mấy 20 triệu à. Phải không? Hơn 20 triệu hả Dương?
3050 VI lab á. À, con kiên nè, kiên biết nè. Cỡ cỡ bao nhiêu kiên? Giờ nó cũng rẻ anh ơi, giờ nó cũng rẻ. Không không, chưa tới 20 nè. 20. Chưa tới 20 và 17 ha. Rồi đem đi kiếm nè. Trời má. Rồi đem đi kiếm nè, lấy điểm coi. Á thiệt luôn á, nó luôn luôn dí anh nha. Cái luôn luôn dí anh nha, đó thằng 18. Rồi em thấy, em thấy, em thấy, em thấy rồi. Để em qua em chỉnh nè. Đó đó. Rồi đem. Để tôi, Khỏi. Em cứ đi tìm cái radio đi cây bà đó. Má nó mềm lắm. Như xe giấy nha. Rồi. Đây con cái nè. Trời ơi, chút nữa được rồi. Hình như tiếng gần em của anh ơi, coi chừng chỗ em á anh. Trời ơi, chỉnh ra cái máy này khổ ghê trời. Chỉnh cái máy thấy khổ ghê. Thiếu đường nữa. Còn hai cái nữa. Còn một cái nữa, chắc hồ bơi quá, anh nghĩ hồ bơi. Dư nó ở hồ bơi luôn đúng không? Hồ bơi có một cái em ơi. Trời ơi, giấy mới xé được có một tờ rồi mày ơi. Thôi anh đi tìm giấy nha. Ôi, giấy mới xé được có một tờ vậy ta. Ôi, hello mập. Rồi, thứ tư một cái nữa. Ôi mẹ nó. Có gì con mập ở chỗ anh hả? Ừ. Rồi xong em lấy được anh. Trời trời trời, anh chạy không cho em mà là nguy hiểm. Hồ bơi hình như không có đấy mẹ. Rồi má. Bà già kìa. Ui trời má, nó khí anh thông à. Má dính thông kìa. Dính thông nè. Nó chỉ với tao thôi. Rồi để em lo kiếm đồ cho nó ok. Để bên này kia em kiếm cho. Trời ơi. Ở đây có con cái nè. Được chưa anh, được chưa? Ở đây mở chưa ta? Ở đây mở rồi mà. Rồi Potter, được rồi. Rồi em thấy đường cái nè anh ơi. Em thấy đường cái nha. Má ơi, dí tao không hà. Rồi má. Rồi. Rồi em có bạn dí rồi kìa. Ờ ai cũng có bạn hết trơn rồi. Nè còn một cái nữa. Khó ghê. Bao giờ cái cuối cùng là cái khó tìm nhất rồi. Ờ nó dí anh không, Minh Dạ ngộ ghê, em để ý không? Minh Dạ để ý anh không chê rồi, nó dí toàn là dí anh không à. Anh Phong level cao nhất á. Cái dí người level cao nhất á. Rồi đủ. Đủ rồi đó, đủ giấy rồi đó. Còn cái máy thôi. Đủ giấy nhưng mà chưa có đủ máy. Đúng rồi. Hồ bơi nó phải có chứ ta. Rồi. Thấy rồi la lên nha, thấy la lên nha, để anh đợi phải đi tìm. Đâu ta, cái quần què ở đâu vậy? Ở trốn bọc lai nào vậy? Rồi má thấy em rồi. Lấy Dương qua đây hộ anh cái này, cái Dương. Qua đây hộ anh cái này coi. Ơi! Mày như mày nè. Chết mẹ. Mày như mày luôn vô đây, tìm em. Má ơi, bị dí rồi. Chắc luôn. Cứ dí đi, cứ cho nó dí đi, anh đi tìm cái máy vô. Rồi ok, đem. Được chưa anh ơi? Đây. Rồi đúng luôn. Rồi vừa thấy rồi, mở đi, cứ em mở đi. Nhưng mà có thằng rồi đây. Rồi để tôi dụ cho. Đây. Mày qua đây. Ờ mày qua đây. Ờ đem vũ cho mọi người làm đi nha. Kì nghe. Ok. Thấy chưa? Ủa bỏ đi rồi. Rồi mày nha. Rồi. Anh Thông đâu, anh Thông ơi. Ủa chết mẹ rồi, có Dương Ba Ken ngoài bển kìa. Có Dương Ba Ken. Xong rồi nghe. Xong rồi bao nhiêu vậy? Vậy đi đâu nữa?
Rồi đi thôi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Từ tập kết đã. Ê, em bị kẹt rồi. Ê, em chết em rồi, chết em rồi. Anh Phong ơi, cứu em với. Cái gì vậy? Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Đây nè, nè. Trời ơi, đầu anh một cái một. Đâu gây ra vậy? Cứu, cứu, cứu. Trời, tiêu em rồi. À, không, 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 không. Rồi, má tới công chuyện rồi. Chạy. À, cái chỗ. Cái chỗ đó. Nè, có máu nè, có máu nè. Có máu mà dí quá thôi, em bỏ luôn. Kêu. Dí quá, dí quá. Đây chỗ này nè. Rồi, bỏ đi. Ý. Rồi, xong rồi đó. Về trốn hả anh, về về hả? À, bây giờ về thoát ra, thoát ra. Đi ra hướng này nè, đi ra hướng này nè, đi ra đây luôn á, đi ra đây luôn á. Sao được mình. Rồi má bà già tới nữa rồi kìa. Lụm đá lên, lụm đá rồi nha. Lụm gạch, lụm đồ đi. Không sao, kịp, kịp, kịp. Ba anh em có đồ quá. Trời lắm. Liên hoàn trời. Trời lắm. Trời ơi, không gì gì. Nó chạy em ơi. Trời ơi, nó cứu mẹ rồi. Nó có kháng hiệu ứng, nó có kháng hiệu ứng. Má nó có kháng hiệu ứng rồi. Trời, nó không xin nhê luôn. Trời ơi. Đúng nó nghiền luôn. Trời E luôn, hay quá. Bởi B cộng, má B cộng. Ok. Không, điểm nhóm là A. Ai nói gì bà rồ vì anh đấm gì kệ, tôi được A cộng rồi. Tôi với Dương được A cộng. Thôi kệ, tôi được A cộng rồi. Trời ơi, đêm nay bà có A cộng không vậy ta? Trời ơi. Đêm nay hơn rồi. Trời ơi. Trời ơi, tối nay ba anh em mình đúng đúng ghê luôn á. Làm hết chương trình luôn không? Dương làm hết chương trình luôn không em? Dạ luôn anh. Hết gì nào? Còn 4 chương trình nữa làm hết luôn không? Hết luôn em. Mỹ luôn không? Hết luôn. Ông ba anh em mình chơi nhanh ghê á, nhanh tay lại chân ghê luôn á. Thấy không? Mọi người thấy ba anh em tôi chơi nhanh không? Công nhận nhanh thấy sợ luôn. Có chuyện xong chưa ta? Ủa bảo an thấy không? Ủa nó phải thằng bảo an không ta? Phải thằng Bảo An ở trong nhóm mình nè. Bảo An nãy giờ bình luận là phải không ta? Anh Kim nhanh mà nhanh rơi bạo chứ. Phải thu rồi, phải thu nói em nhanh mà rơi bạo chứ. Phải. Bảo An á hả? Trời ơi cái thằng. Rồi tao đem mua em mua cái skill cái chân không đã. Không có tương tác với live stream. Lâu quá quên nó luôn rồi. À ngon. Bảo An đúng không? Ờ, ok ok ok. Rồi nhớ rồi, anh tưởng thế nào. Rồi anh không nhớ rồi, anh không nhớ rồi. I'm gonna go broke at this rate. Mình có nên đổi skill không ta? Thôi lấy skill bằng máu đi, trong nhóm phải có một thằng support chứ. À, còn à, nếu xong cái này còn 4 chương trình nữa. Một, có xẻ tôi nữa. Ơ, sắp được chơi xẻ tôi rồi nè. Có một map xẻ tôi hả? Rồi vô cái tòa anh ơi. Vô, có tòa án nha. Tòa án á. À tòa án hôm bữa cây nè, hôm bữa mới cây tòa án à. Cái gì? Phải hôm bữa cây tòa án. Ai nha. Không cái gì vậy? Cũng làm bị ảo giác hay gì á. Chưa tới 180 phút rồi ta. Chưa like được 180 phút rồi ta, cũng làm nó bị ảo giác rồi. Bây giờ nó điện thoại à. Còn đang chơi em ơi. Tự nhiên cái bình luận mày anh có nhớ em là ai không? Sẽ tôi. Sẽ tôi mọi người. Rồi. Ôi nhà à, phòng phán xét. Đố anh biết em là ai. Cái gì vậy trời. Bởi vì con Mỹ Sang này. Bởi vì con Mỹ Sang này đố anh biết em là ai. Thôi kìa. You are justice. You are law. Tòa án nữa rồi. You cannot allow the tyranny of facts and impartial reason to condemn the people who protect and guide you. The past is changeable. The future is set. Sabotage the court. Kill the judge. Cái này á anh. Anh bữa mình chết nè. Có tòa án đó em. Nó phun thuốc rồi nữa. Acid đó, mình để thùng acid mình đổi cho cái đầu của em. Mình cầm cái máy dò đi tìm con kia nhá. Tôi còn liên lạc với Hương nha Ti ơi, ai có liên lạc á.
Đợi mấy nay Hương làm tăng ca nha Ti ơi. Hương làm tăng ca. Bây giờ gọi không có xem được. Không hay là gọi em là Mỹ Sen gì cũng được. Em thích tên nào? Em thích gọi là Mỹ Sen hay là Khủng Long? Thì ai biết đâu. Thì em có hai tên này, anh gọi tên nào cũng được mà. Anh không nghĩ cái này đâu. À Khủng Long thôi đúng không? Rồi ok Mỹ Sen nha. Rồi đi. Gọi bé Mỹ Sen là Khủng Long đúng không? Rồi ok nha Mỹ Sen. Từ nay là gọi Mỹ Sen là Khủng Long phải không? Ủa? Ok. Ủa chứ Mỹ Sen đói rồi Khủng Long mà. Ý là Mỹ Sen nói là muốn gọi Mỹ Sen là Khủng Long thôi chứ không gọi là Mỹ Sen. Gì mà mới vô mà gặp nhau luôn rồi má. Ui là còn gặp cái thằng ghét nữa. Mới vô mà gặp nhau không hên. Gặp nhau không hên à. Nó leo qua không xong nữa. Ê chết mẹ rồi anh Phong ơi, anh giết em rồi. Cái gì vậy? Anh đâu có làm gì đâu. Anh mở cửa. Anh em anh. Ai mở cửa vậy? Hải Dương hả? Dương. Em cúi xuống rồi. Quên cái vụ cúi xuống nữa. Dương báo. Báo quá đồng đội ơi. Đó dương báo. Từ. Ui da. Ủa anh không kẹo ngoài anh. Ây da. Rồi. Ơi. Anh tiêu anh rồi. Anh bị giật điện. Cứu anh với anh bị giật điện. Đem. Rồi má tới nữa rồi. Rồi cứu. Rồi đây. Má anh bị giật điện. Bãi rồi. Thái trưởng. Rồi má ảo giác rồi. Mua thuốc vô đã. Anh cứu hồn. Cứu hồn đánh em chứ ai đánh em. Trời ơi anh ơi. Ảo giác thôi kìa. Em bị lây rồi. Đợi đi. Kiếm nhanh cái đồ mà gọi là sạc cái sạc ulti đi. Và anh cứu hai đi em. Rồi má nó mở cửa ra kìa, nó ra nó kìa, chỉ gì lẻ thôi. Đi. Rồi má đi. Rồi anh cứu rồi đó. Rồi em xé được giấy nhanh ơi. Má kìa này không được A rồi bi ơi. Này lại đi bi ơi, lại không. Bắt đầu lại không. Thôi khỏi vậy, lần nào cũng chết à. Lần nào cũng chết. Cái màn này khó ra anh ơi, màn này khó lắm, chỗ nào cũng dính trưởng à, thôi kệ đi. Má con mẹ la ghê chứ. Ép rồi hả? Đằng nào cũng dính trưởng à. Thiệt mà, này khó mà anh. Đằng nào cũng dính đau giác thôi. Dính rồi. Chạy lấy A cũng được. Không A cộng lấy A được rồi hả? Đang làm muốn chết cái đòi rồi. Rồi. Rồi nút đi. Đúng rồi, cái đại vậy anh ơi. Rồi. Đúng rồi đó. Rồi má sẽ ảo giác quậy. Trời em ảo giác quậy luôn á. Nãy giờ kiểu giác nữ coi lại chi phụ nữ. Sao bị ảo giác quậy ta? Đúng rồi đó. Rồi đem cái này đem. Rồi đem. Đâu rồi? Không. Em đó. 0681. Rồi ok vô luôn. 0681. Rồi 0681. Rồi. Rồi lấy cái đầu đi. Lập công liền. Ê chết nữa, ảo giác nữa. Trời ơi. Má ơi. Ảo giác hoài luôn á. Phải có ai chọi cái ấy nó qua được. À qua được. Qua được. Vẫn qua được mà. Ừ. Ở cái đầu của Mỹ Sen đó. Mày ảo giác nè. Đâu em chưa thấy. Đó. Anh Bình đó. Đây nè, anh Bình đây nè. Đây rồi, thấy coi. Nè cái này đó, cái này lấy hai cái luôn đi. À thôi để dành đi anh. Em còn để khác nữa. Rồi uống rồi đó, uống rồi. Xong. Má giờ ổ giác biết rồi. Ổ giác miếng này đó, lụm nhiều ổ giác vô. Rồi. Ok, chia phe ra. Rồi má ông. Mấy cái đầu có hai cái quá.
rồi mấy ông nội à, thấy cái đầu. đi nhẹ hơn thử đừng chạy anh trời ơi. Bên phòng bên lầu hả? Anh đi lấy axit. Ở dưới lấy đầu đi. Rồi đem rồi lấy cái đấy. Đem lấy cái gì ra? Lấy cái này đi. Rồi. Lấy cái chai trước có gì chọi. Cái này nó chặn đường mất rồi. Kệ nó bị mù á, kệ đi bị mù á. Trời ơi má. Chết mẹ rồi nó thấy rồi. Sao giác nữa. Tự nó ảo giác nữa. Rồi. Ôi má nè, ói ghê trời. Ôi nào nhậu ói ghê. Vô đây nè Dương ơi. Anh đây có cần vô đây để thấy nè. Anh để sẵn cái axit đây nha. Để lấy cái đầu rồi chế cho nghe Dương, anh để sẵn cái axit đó nha, ngay chỗ rồi chế luôn á. Vâng vâng. Đó. Ui. Nguyễn trưởng mất rồi. Cái gì rồi hút. Rồi hút này nè, phụ, hút này khó nè. Còn cái axit đâu ta? Rồi đem em coi coi. Để Dương chủ nó nha, từ từ. Chắc là bên này vậy nhờ. Chắc không phải vậy. Trời ơi má ơi lúc nào cũng cản trở đường đi ghê luôn. Rồi đem kiếm cái nút bật ở đâu rồi ta. Nó là nằm đây mà. Còn thằng đâu. Trời ơi nữa rồi bó tay luôn. Cái nút bật đâu rồi đây, trời. Ê khóa cửa Dương ơi, khóa cửa. Ê sao anh lóc. Ờ đúng rồi. Đây rồi, axit đây rồi. Rồi. Axit. Ây dồi. Ủa. Nhớ phòng này có cái yeah. Ủa phòng này có cái gì để mở rồi ta. Có phòng này à. Cảnh sát rằng là chụp ảnh rồi kìa. Hả? Có axit à, Anh lấy được cái axit này nha. Ủa vậy sai phòng hả? Đây chú em, bên đó hả? À rồi. Kỳ vậy ta, tôi nhớ bên kia mà. Ê, trời ơi. Sao nhốt cửa ngoài rồi. Còn bị hét nữa. Không mình. Nó ra kìa rồi. Tóc lại. Rồi số mấy? 61 93. 6193 rồi bật luôn. Ê thằng cảnh sát này. Rồi lấy đi. Không, nhớ về phòng kia chứ. Ủa? Riêng hai. Ủa vậy à, vậy đây cái map này chỉ có hai cái thôi. Trời ơi má. Độ bố cao hơn thì nhiều cái hơn. Phải nhớ map này. À xin nó đạt thước của mình rồi. Cái sao người? Cái gì? Dương sợ cái gì em? À vậy phòng này không có ấy rồi. Vậy là dạ chỗ anh Phong rồi. Đó, axit sẵn rồi đó. Rồi lấy axit thôi. Rồi axit đã để sẵn ở ngoài đó. Rồi đây đem. Chết mẹ rồi. Chưa gì. Rồi đem làm chưa. Ủa cái đầu khủng long. Má ơi. Rồi đổ. Thằng em gái tôi. Trời ơi, thằng Phúc gì đây. Trời ơi, lên. Ý. Trời ơi má. Xui vậy. Trời ơi. Trời ơi.
thằng này làm double kill luôn rồi. Rồi chờ anh Phong thôi chứ sao giờ. Má ơi, Phong tới đạp nó đi anh. Rồi qua qua anh ơi. Ê ra nè. Rồi chết mẹ cũng lồi tới nữa. Rồi em sắp đai rồi. Từ từ. Không chết được đâu rồi cứ lo. Cứ lo. Anh đang tới kìa. Rồi mé lên nhà cửa rồi. Cũng hên rồi. Ủa sao nó không thấy mình đâu? Trời nữa. Giỡn chơi quay. Nè phải lùi lại. Ôi có khi nằm lại đây người. Thôi dao ra lại nha. Thôi ra lại nha. Anh còn sống. Em ơi. Rồi sao phải chết luôn rồi. Rồi xong luôn. Ta này chắc cũng em chịu rồi. Được chết. Rồi anh Phong còn một cây rồi. Đây bò qua đây bò đây. Em sắp chết luôn hết bò nổi anh ơi. Đây bò ngược lại. Rồi tới luôn. Cái đầu khủng long anh chưa có bỏ cái đầu khủng long vô cái bồn nữa. Rồi cảm ơn anh, em cứu Dương đây. Có kim tim không? Có. Để cái kim tim nó cứu Dương được. Dương đi, có kim tim này cứu Dương đi. Để tôi, Dương ơi. Chờ tôi. Rồi giải cứu Dương. Rồi tới nữa rồi kìa, cũng lồi tới kìa. Qua chưa? Rồi. Trời ơi má, nghĩ sao đứng dậy ngay cái lon này trời. Rồi đầy máu hết rồi đó. Rồi, cái đầu đâu? Chết mẹ, cảnh sát. Cái đầu đâu? Trời ơi, có kia phải ke đó kìa. Cái đầu chưa có đâu. Cái đầu như trong cái phòng tối hồi nãy anh. Anh lấy ra ngoài đó. Chạy tới, hảo giác kìa. Cái đầu cũng đâu anh em ra ngoài đó. Cái đầu em bỏ vô cái bồn rồi. Anh dí tới mình vậy. Mày chơi anh Thông à. Đây rồi. Trời xong luôn, combo luôn rồi. Chảy. Bỏ đi em. Bỏ lên. Bỏ đi số đi. Không mấy. Không gì 89. Cái gì? Không gì đấy 89. Không gì đấy 89. 02 89 nhanh em. 02 89. Làm đi. Ủa phòng này hả? Trời hèn bị kiếm ta. Lấy cái đầu của tôi hạ ra. Đi ra ngoài đi kiếm. Đi dụ đi. Đừng đứng chung một chỗ. Rồi tụi acid ở đâu anh? Anh đợi em bỏ acid cho rồi. Lấy đầu tôi thôi. Lấy đầu đúng không? Lấy cái đầu của tôi hạ đi. Chảy. Anh lùi nó chứ. Rồi đi, anh lùi nó được. Được, em có đồ chơi này, rồi không sao sao. Được rồi, anh làm như nó mất dấu rồi. Rồi, khẩn trương luôn. Rồi, để đi. Rồi, mang nó đái, xong rồi, ghê. Rồi, đi. Rồi, đái. Trời ơi. Đá vô cái đầu cũng đâu.
Thằng nhỏ nó đá vô đầu đỉnh lon. Rồi giờ đi nó ship đó mọi người. Nó ship đó. Ôi. Cái đó là nó ship đó mọi người. Nó ship nó làm nó cứng thủy á. Rồi đông đủ rồi đó. Rồi bây giờ là đi bây giờ đi kích điện hàng kia. Dương ơi nhớ không Dương, anh nói nghe nè Dương. Em kích điện nó em kích điện thằng đó phải không? Nó bị té cái xong em đi gặp em chọi nó. Em chọi nó em kích điện lần nữa. Có nghĩa là trong một lần em giết hết luôn á. Em hiểu không? Em kích điện là nó sẽ bị nó sẽ bị té cái một cái. Còn cái em lấy cục gạch em chọi nó. Cho nó bị choáng xong em kích nữa. Không cho nó chạy luôn. Ồ được anh Phong. Chết tại chỗ luôn á. Trời má biết không á. Được chứ chết tại chỗ. Chích nó chết tại chỗ luôn. Rồi mọi người lấy hết hả? Vừa em vừa chích điện xong rồi em lấy đá em chọi nó. Anh kia anh lấy không? Thôi khỏi cái gì yểm trợ cho. Gì yểm trợ cho. Gì yểm trợ hay lắm. Thì nữa nữa anh Phong nha. Chết A và A màu béo kìa. Trời đất ơi đứng cưng. Gây cái thương nha. Quỳnh xin xứng đáng 10 điểm rồi đó anh. Bữa đó anh sẽ cho Tức Quỳnh ngồi kế với béo. Rồi bữa đó anh sắp xếp cho Tức Quỳnh với béo ngồi kế nhau ha. Ok anh trời ơi quá dữ. Quá dữ luôn. Rồi đem lấy cái máy rạ cho. Quá dữ luôn. Đừng ngắm lại chị em nữa. Hết kia. Rồi. Tiki nó vậy là sao? Tiki nó vậy là sao ấy nhờ? Ủa anh Phong có cầm cái máy ra chưa? Có anh cầm bây giờ, rồi. Dương chưa có ra đúng không? Để từ đây đi theo mình nè, Dương ơi. Dương đây, Dương ơi. Dò đường này nè. Ok. Trời ơi. Ôi! Phong lỗi dữ nha em lên em này. Ok. Ê mở đi chơi. À khỏi khoan mở. Chị Tiêu ơi, chưa đang ban nứt, Trời ơi, cái quần què gì mà hoài trời. Chạy vô trong luôn. Nè mọi người coi giết cái chết nè mọi người. Trời ơi, lại tôi ảo giác nữa. Chọn không có được. Cất ghê. Hay da. Ê vậy mà cho hụt trời. Nó đâu ta? Hồi nãy tôi chọn nhưng mà nó không có choáng ta. Rồi đi ra đá coi. Anh đuổi đi em tìm nhau. Anh bơm đi. Hỏi bơm. Rồi. Chị dí nữa kìa, dí nữa kìa. Ê lụm đi. Trời. Trời ơi. Em chạy xuống đi. Trời má. Chạy đây luôn hả? Mới biết luôn á. Vậy cũng tốt. Rồi. Rồi để tìm á. Bên này hướng bên này. À, tuyến rồi, tuyến ở đâu rồi? Chắc luôn. Mấy cái này chắc luôn nè. Đây chọn nó. Đây. Rồi. Trong đây. Ủa đâu rồi? Đâu ta? Đây nghe, trong đây. Nó đây. Rồi đây. Ủa nhầm. Đây em mở cửa cho, Ê sau lưng anh này. Trời ơi. À đây. Trời ơi mấy con mẹ nó giờ dí hoài luôn á. À bực ghê. Còn Dư Phong nào kia. Bực dưới ấy, trời ơi, trời vậy mà. Rồi Dương Phan pha ke nữa, trời ơi.
đã chọi chúng rồi ấy. Rồi để xác định lại nó đâu đã. Còn cái là giết được này nha. Trời nằm đâu trời. Cái gì mà dí hoài vậy má, chưa kiếm được luôn á. Má đi chứ. Đó mở thử coi. Rồi xong rồi nha, một con rồi nha. Thôi vậy anh thả ấy em làm cho. Rồi. Thả cái nào cũng được. Rồi thôi chết luôn rồi chứ thả gì nữa. Nó phải theo em á. Anh không ơi, em đói quá, anh đói không. Anh ăn cơm rồi nha. Xùi quá không có đói cục em được rồi. Không ơi. Đây, anh đang lên đây, anh không có đói cục em được rồi, cũng không ơi. Có ai nó giữ con này ra thì chơi. Cái vụ này ra không được chứ đi chung là nó cứ vậy hoài luôn á. Ngủ quá anh ngủ. Anh ngủ rồi nha. Trời ơi. Ngủ mấy luôn được rồi. Vậy sao em đi chết rồi. Rồi hai đứa chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Phải vụ ra thôi chứ đi chung rồi dễ chết lắm. Rồi. Rồi ok. Rồi. Đếm tìm coi nó đâu rồi ta. Cái radar này. Ê. Ở đây nè. Nè. Đây đem. Trời nó. Trời ơi, có hụt nữa. Trời ơi. Trời đất quỷ thần ơi. Mất mẹ nó rồi, trời ơi, uổng thế bay. Một chút nữa là được. Ủa sao vậy? Sao nào bị như vậy? Trời má, em ảo giác nữa. Ở kìa. Bắt. Trời xong. Trời ơi, hương phạm. Cái gì đây? Ông nội nào đây? Đấy, nhà giả mạo. Đi mày. Đấy, giả mạo em tao mày. Em anh đang nằm dưới sàn đây. Trời ơi, anh chết nữa hả? Trên nay giờ anh. Tới luôn anh ơi. Ôi trời ơi. Tắt ra đi, đụng một đứa một người vũ ra đi. Rồi, tín hiệu đang lên nè. Rồi má. Tín hiệu bên này. Rồi anh đi kiếm, anh kiếm nó được. Em kìm à. Anh đi bên này nè. Đây. Tín hiệu mạnh mạnh nè. Ở đâu anh? Nó có đồ chọi nữa ha. Đây đây. Ở đâu, đem bắp chưa? Đâu. Xong rồi, anh xong rồi. Xong hả? À, đang lên. Gánh hai đứa em thiệt chứ. Không gánh hai đứa em. Hai vụ bên này với nó cảnh nó tới nó kìa, trời cái con mã tấu này nó hoài luôn á. Nó cầm mã tấu. Rồi tới em nữa rồi má. Làm ơi ai nó vũ đi coi. Rồi chết luôn rồi. Đây. Rồi chết nữa. Mua đóng cửa mà. Ừ.
Ủa, hai em tôi đi nữa hả? Trong rồi. Đây em không dùng được để chơi luôn. Rồi Dương đủ xa xa nha, rồi đi kiếm còn một. Trời má lên nhạc nữa rồi, mẹ ơi chú em ta. Mừng anh Du, cái chích mẹ rồi. Rồi, vậy là hướng bên này. Hướng bên này chắc rồi đó, rồi. Tìm coi, hình như bên đây nè. Em thấy nó rồi. Xử nó. Rồi. Tìm nó. Có đồ chọi không? Chích nữa. Trời ơi. Chút nữa được rồi. Anh dụ cho nó đánh anh rồi. Anh dụ đi cho nó đánh anh đi cho nó dừng lại đó. Trời ơi. Một chút nữa được rồi anh ơi. Một cái nữa. Một cái là nó chết. Tìm thôi. Trời ơi, mấy con mẹ hoài vậy. Ủa chém phát đi nửa cây luôn. Trời ơi, ai đùa tôi vậy? Ơi nhanh vậy? Ai vậy? Ai chém ghê vậy? Trời ơi má em cầm rìu kìa. Hèn chi. Dụ thiệt hay bị đánh thiệt? Anh dụ thiệt mà, khủng long này không có hiểu rồi. Anh dụ để cho nó dừng lại, để cho kia giật thêm một cái nữa, anh nói thiệt mà, trời ơi. Rồi, có tín hiệu nè, đấy nè. Anh dụ thiệt. Đem. Rồi, anh chết luôn. Anh không máu mà, anh không có máu, anh không bơm được. Rồi, xong rồi đó. Rồi, đi xuống em ơi, xuống dưới lầu rồi. Rồi, tới công chuyện rồi. Xuống dưới. Nhảy xuống luôn chứ còn hang chi nữa. Nhảy đi. Vô em ơi, anh có một máu nha, vô em một máu cái này nè. Lời tàu chửi cho ta. Không, nói thiệt. Rồi. Không có tàu chửi đâu. Vô em một máu này đây, lại gần anh nè, lại gần anh không nè. Rồi. Nghĩ là không nói xạo không ạ? Không, mà tại vì tôi không biết cách đó đó, hiểu không? Tôi biết cách đó thì nhận tạo xíu rồi, thì chết luôn. Trời, phải nhanh trí xíu được rồi. Rồi xong rồi đó, bây giờ là đi đập cặp giò đó. Cha mẹ nó cứ ảo giác hoài. Cái gì nữa, bị ảo giác nữa hả? Miss trauma. Ok. Em bật một chiếc quay rồi. Rồi là đi em nhử cho. Bấm cửa lại. Rồi. Ôi, nó bên này. Chết mẹ bên này hả? Hãy chơi rồi cha. Tiếp. Có tỉnh nghe rồi. Chạy. Rồi. À, tôi em dụng cho. Ủa còn nữa hả? Rồi để quay tiếp.
quay đi. Đang quay. Rồi. Xong. Em chưa. Qua đi mà. Rồi béo giác rồi. Trời ơi, không biết xem mới sống nổi không nè. Một game mới 100. Trời ơi má, sao thằng cha gặp hoài vậy? Một game mà nó bị 100 là ảo giác. Game này anh Phong mà không A cộng là... không có A cộng đâu. Bị biết bao nhiêu đam. Anh không được A cộng đâu, ông cũng bị đam nhiều lắm. Rồi đam lắm em ạ. A cộng trong lòng các em anh ạ. Rồi mấy thằng nó tới nó kìa, má thằng nó đi nhiều chứ. Nghe Dương nói không? Nói nha. A cộng rồi. Trong lòng của em. Anh Phong không được A cộng nhưng mà A cộng trong lòng của em. Trời ơi. Má B trừ. B trừ luôn. Thôi kệ, A cộng trong lòng của Dương là được rồi. Sao? Ôi có quần đi tù nè. Tôi thấy quần đi tù rồi. Có quần đi tù nè. A cộng trong lòng của em. Sao? Ông thái quần đi tù bé ơi, có đồ đi tù nè bé ơi. Nó tự nhiên có quần đi tù, muốn mặc đồ đi tù ghê. Tưởng anh Phong ép chứ cái gì, tưởng Phong ép em cái vậy không à. Anh Phong là người, anh Phong gánh cái game này mà. Sao mà ép được. Game này là anh cứu hai đứa là liên tục luôn á. Trời ơi. Sao ở đâu không ở lại ở tù anh. Thì được cái quần đi tù nè em. Thì anh nói là thích đi tù, anh muốn nghỉ thôi chứ anh đâu có nói là anh thích đi tù đâu. Ai thích đi tù vậy? Phải. Vân Anh. Bé Vân Anh đi qua livestream của kia, đi qua livestream của Kiên tàn thấy màu xanh không được Kiên. Ý nói là em bị ảo giác liên tục á. Em bị ảo giác liên tục á. Màn hình màu xanh lè. You be careful. Rồi. Keep your head down. Rồi, thái độ. Rồi lửa mạng đi anh. Khoan đến hai quần đi tù quá đã. Đó. Có áo nào đi tù không ta? Trời ơi, đi tù rồi kìa. Áo đen nào đó ta? À, áo xấu không à. Trời ơi, toàn là cái đồ gì đâu không á mọi người. Ơ, đi tù ăn bóp đi. Đi tù ăn bóp cho nó sang nghe. Ơ, cái áo này áo mới. Không, cái áo này áo mới nè. Thôi đi tù ăn bóp đi. Đi tù ăn bóp nó sang hơn. Đổi cái mặt khác coi. Có gương mặt nào nó đẹp đẹp tí xíu. Thôi, mình là con gái một game coi. À, cái này được nè. Lâu mình trẻ đẹp một tí xíu cả mọi người. Lâu cho tôi trẻ đẹp một tí xíu à, đợi nón hả ta. À ok, cái này đi. Có hình kiểu vậy. Lâu nhìn tôi trẻ đẹp một tí xíu coi. À, nói này đi. Rồi, let's go. Rồi, lửa mẹ đi anh. Con gái cùng tâm người. Con gái cùng tâm người. Sao Dương. Sao thằng Dương nó mê cái mặt này dữ vậy trời. Ê, sao Dương nó mê chứ. Nó mê cái mặt ông này ghê. Tôi không hiểu nổi luôn. Nó mê cái mặt cái ông già đó. Trời ơi, nhìn Dương kìa trời. Sao nó mê cái ông nó ghê. Rồi, cái này là giải cứu giải cứu tù nhân. Không biết nhanh không? Trời ơi, bé Hương kìa. Cả nhà yêu cùng đi tù với mình nha. Má. Trời ơi, má nãy giờ cười đau hỏng quá. Ta cao xíu mọi người. Á, cười đau hỏng quá. À,
Ủa nãy mình live lúc mấy giờ vậy ta? 10 giờ anh. Hết chương trình này được không ta? 10 giờ hả? Mình live hết chương trình này được không ta? Dương chịu, nó có chịu chơi hay không? Để có Dương mới nhanh được. Có Dương thì làm mới nhanh được. Chơi hết chương trình luôn không Dương? Không nhanh đâu mày ơi. Tay qua trận vừa nãy thấy không nhanh đâu mày. Không, cái hồi nãy á, cái cuối cùng của cái nhóm, đúng không? Một nhóm có 4 map, 3 map phụ, một map chính. Cái nãy là cái map chính của nhóm á, cho nên nó hơi lâu. 3 giờ sáng thì cũng coi dĩ nhiên rồi, mai chủ nhật mà. What? Release prisoner. Để giải cứu tù nhân á. Không, này nhanh á, này nhanh à. Rồi thứ hai. Ở đâu cũng có thằng kia đi ai vô. Mọi người đang nói chuyện ngày mai chủ nhật rồi ha, được nghỉ rồi ha, rảnh rỗi rồi. Cái gì kì bé Văn Anh vô mai thứ hai. Có bé Văn Anh vô, bé Văn Anh thứ hai. Hôm nay mình làm cú lại tới 8 giờ sáng đi, anh khỏi ngủ rồi. Vậy là ngày mốt em khỏi gặp anh luôn. Cái này làm nhanh em ơi. Cứu tù nhân. Cái mỗi người một nơi rồi anh ơi. Mỗi một nơi hả? Mỗi tập phát một nơi hả? Ủa này, vậy là cái này làm sao ta? Cứ chơi thôi anh ơi. Yeah. Vậy là cái này làm cái gì ta? Thôi lập gạch đi, lập gạch đi. Tìm cái phòng an ninh. Má ơi, hết hồn. Tao thấy thằng tù nhân nào đâu ta? À, đi tới phòng bảo vệ và giải cứu tù nhân. Tới phòng bảo vệ em ơi. Tới phòng bảo vệ mới giải cứu cho tù nhân được. Doctors are watching. Trời ơi, mát hơn. Chết mẹ thấy em à. Rồi chảy. Rồi số rồi đen chứ. Đập quái miết luôn. Cái này là acid mà. Trước tiên phải đi tới cái phòng bảo vệ chứ. Bây giờ đủ cái đó là ở đâu ta? Trời ơi là trời. Yeah, trời ơi má ơi. Có ai phụ mở cửa này không? Có em nè, có em không? Anh đâu? Ủa, anh đâu xa anh? Quá, anh phải túi bên đây được. Trời ơi má ơi, dính dính đam nữa rồi. À đây đó hả? Nè phòng bảo vệ nè. Vậy là phải ra cái cầu dao này. Anh đi. Anh tới rồi, anh tới cái hộ vệ rồi. Anh tới rồi nha. Rồi em đang tìm đường qua nè. Nè. Trời ơi, ảo giác miết luôn. Ui da, chết rồi. Rồi em qua nè, em tới. Hình như em tới chuẩn nè. Ủa. Ôi má nó dí ghê quá. Gì tới cho em rồi. Rồi
Rồi em mở một cái nhanh thôi. Rồi mở được cái rồi. Mở cổng này đi qua thôi. Nhìn anh Phong đưa mắt qua lại như cái video dạy lìa mắt bên chung cái gì. Chào Ken nha. Ủa Ken là ai vậy? À Hải phải không? Ủa Long Nhiến không biết hả? À Long Nhiến con không biết cái vụ Vân Anh hả? Long Nhiến con không biết cái vụ Vân Anh luôn hả em? Sao ta? À, giờ làm sao đi qua đây được? Ông đi, em mở đi kìa Dương, em mở đi Dương. Anh lùi đó chưa? Ui má Dương ơi. Ơ đi em lùi đi, em lùi đi, em lùi đi, anh mở. Rồi ok đi Dương ơi, qua em ơi. Giờ đi ra ngoài hết á. Nhân này bị dính chỗ rồi. Trời vậy? Vậy không à? Vậy còn cái kìa anh Minh kìa. Còn cái áo giác này nè. Nè áo giác nè, áo giác nè. Má ơi. Em hiểu rồi. Rồi cứu em ơi, chết mẹ luôn rồi. Cái gì em bị sao nữa? Chết rồi. Come on, we're not dead. Từ. Tắt ra đi đã. Cho dính chụp là không, tại vì các bạn kia tên Hải. Mấy ông nội này cái dí hoài à. Giờ tìm cái hướng qua em ơi. Cầu dao đâu ta? Giờ tìm cách đi ra ngoài. Nè, đây nè. Trời ơi, ảo giác tiếp rồi, má ơi. Mở đi, mở đi, mở đi. Ở đây luôn em ơi. Ở đây luôn. Vô luôn. Rồi. Cú anh dế, cú anh dế, cú anh dế. Anh sắp có ulti nè. Ở đây, đây. Con này bắt nó đứng yên luôn rồi anh Phong ơi. Cái gì? Ôi! Mẹ nè anh ơi. Nó mày khó chơi quá ta. Rồi cái gì nó dí Dương rồi. Rồi để em tìm được coi. Ui, thằng nội đó. Trời ơi, lại thằng này nữa. À, khó nha, cái này khó ghê luôn á. Map này đúng khó, khó luôn anh. Cái này nó... Cái map này là nó đi từ từ mệt nha. Trời ơi, một cây máu luôn. Đi ra đi tới ngoài luôn. Trời ơi, máu luôn, cái bị ảo giác hoài vậy nè. Ủa ai chết vậy? Dương hả? Để tới giúp Dương đã. Mình không biết tiền. Có thuốc nè, có thuốc nè. Rồi rồi. Đây tới giúp này, giúp này. Rồi. Rồi nhanh. Bây giờ kiếm đi kiếm cái chỗ đây nè.
Có cái cửa đâu đâu ta? Trời má ơi. Chém ghê quá. Hồi nãy giết được một cửa đâu, ra ngoài thôi. Bữa này là phòng nào đây? Bữa này là cái gì đấy? Nè, tìm chìa khóa của bạn để mở phòng bảo vệ. Cái gì? Tìm chìa khóa của bạn để mở phòng bảo vệ hả? Chìa khóa đâu? Nãy em lấy chìa khóa rồi. Nãy có chìa khóa không? À, em lấy chìa khóa rồi hả? Hồi nãy em mở một cái nữa anh. Ủa chứ không phải là giữ hả? Rồi. Hồi nãy em mở một cái rồi. Mở cái nào? Hồi mở nào, hồi nãy đứng im, hít vô. Rồi. Phê quá, đi tiếp đi. Bây giờ là tìm cái lối. Hồi nãy anh thấy một cái cửa đôi mà đâu rồi. Như nhiều chìa khóa mà như 4 chìa luôn á. 4 chìa hả? Dạ nhiều lắm. Nãy em thấy cái mấy lỗ rồi. Để phòng bảo vệ luôn. Ok. Hồi nãy anh à. Đấy, anh mở cái cửa đôi mà đâu rồi ta. Trời ơi má, cái gì giật điện vậy? Đây nè. Có gì anh? Ủa, có phòng này có. Ở cái đường nào nè. Ủa anh vô được cái bay nè, không biết cái bay có chìa khóa không? Trời ơi má, gặp thằng chó nữa rồi. Gặp thằng chó nữa. Ôi lát rồi. Ê! Cái gì bị lát anh? Ngon quá hết rồi. Má đường, ê có gì phá rồi nè. Ở dưới cửa. Trời ơi. Chết em anh Phong ơi. Má con mẹ trong tủ bay theo quýnh em rồi. Ôi má kia ở đâu vậy? Sao coi được kia đây? Điều có Dương đi qua kìa. Mà Dương chạy luôn rồi. Dương chạy luôn. Má giờ đường nào đi qua? Trời ơi đường nào đi qua kia vậy? Đường nào á? Á, Kim đi bằng cái đường nào ấy? Quay em đi anh ơi. Đợi đi kia, gắn đợi đi kia coi. Không có chết đâu, có chết đâu, anh đi qua nhanh mà. Chết đâu. Em đừng có lo, đừng có lo. Hãy tin tưởng anh. Hãy tin tưởng anh. Ủa nội đó. Em cứu được chưa, Dương cứu phải không? Rồi, ok, có Dương rồi. Ok. Anh có gì phá nè. Nè lại thằng chó nữa. Cái hả? Ôi má. Trời ơi lại nữa. Con hồng tới. Trời ơi em hai bên rồi anh ơi. Nhảy quá. Ui hay quá. Em thoát rồi, chết mẹ. Cục đường rồi. À, chết mẹ rồi. Trên rồi. Rồi em chết rồi. Cái gì nữa? Sao vậy? Rồi xong. Cứu không kịp. Anh chạy là không kịp. Em có kim tim hay sao á? Anh qua thử đi. Có kim tim không? Hình như có, anh qua thử đi. Ui yeah. Đó rồi anh con à. Mẹ. Đợi Dương ơi, giữa được. Nè, anh đối thui luôn rồi. Anh tìm kim, yeah. Kim đó. Coi chỗ kiên có kim tim không? Hình như kiên có lụm á. Rồi, chết luôn rồi.
Cái gì vậy? Sao rồi, cứu nào nó ra. Anh Phong cứu nhiều lắm. Anh bị hết pin. Mẹ, anh bị hết pin, không thấy được cái gì hết. À, con hồn bị dính hoài luôn á. Có kim tim không? Có kim tim không? Thôi chắc chê lại quá. Rồi, thua rồi. Chết rồi. Mơ mà béo nha. Rồi rồi. Ráng anh ơi, cứu. Ôi, nó tới 3 chỗ để mở khóa kìa anh. Anh Phong mở cái cửa đi vậy? Cái cửa kìa. Cái cửa sắt kìa anh. Không chỉ dẫn gì. Khó quá. Nó to mà nó còn không có đề cơ, nó không có pin nữa chứ. Anh không có pin luôn á. Anh đang cái này pin anh hết pin luôn. Ok, cái chìa khóa kìa anh mở chìa khóa kìa. Đó, nó hình như còn mấy chìa nữa á. À, đúng đây hả? Ok. Giờ còn mấy chìa nữa ta. Còn một chìa nữa. Còn một chìa cuối cùng. Yeah. Ngồi nó đi anh. Ê. Nó toàn anh đau quá mà. Ê, ta đóng cửa. Ấy. Toàn anh đau quá. Coi em có kim tim không? Trời ơi, có nịch không? Hay là pin? Rồi, chơi lại chắc rồi. Chảy. Ui da, ông hồi sinh. Cái thằng mất dậy. Vậy cho trong cậy anh Phong thôi. Trời, đang kiếm kim tim cái. Hình như là không có cái nào đâu. Nãy giờ anh đi là anh không thấy có một cái kim tim nào hết trơn. Cái gì? Đang nói chuyện mà lăn ra ngủ thì nên xử lý sao anh? Sự bắn ở liền em, chưa đúng không? Sự bắn ở liền em. Trời ơi, lại nữa. Càng cảm xét. Cứ lên nhạc rồi hay là có vấn đề à? Anh phải lấy cái chai anh trội mới được. Chai chui em có 3 cái chai rồi đây. Cái kiếm tím kìa. Có kiếm tím kìa. Có kiếm tím kìa. Đâu, ở đâu, đâu vậy? Trời ơi, mới đi qua luôn á. Quay lại đi anh, quay lại. Trời ơi, ném chuẩn gì anh? Anh ném cho anh, đó là hướng mà. Nó đi vô đây là sao núp được. Rồi nhanh luôn anh ơi. Khoan. Ờ, kim tim đâu? Cái đó bên phải. Anh nhìn cái tường bên phải. Anh nhìn bên tường anh không? Ở ngoài anh, ở ngoài. Ở ngoài anh, Rồi má. Né, thiệt luôn á, cái thằng nó xét này. Đó, anh mới đi qua đó anh mới đi qua luôn á. Rồi, thua rồi. Rồi má. Ê, được, chưa. Còn một cây. Chạy liền anh. Trời má, hảo giác nữa kìa. Trời, không, có này vô mới ổn á. Có này vô là nó hết ra hết, anh hết bị đam. Rồi, cái kim tiêu đâu vậy? Ủa, thằng này vô không bị đam ha. Để anh nhìn chỗ bị cháy. Đâu phải? Trước rồi. Chỗ ngay chỗ cửa ấy. Cái cửa là bảo anh. Ôi. Trời ơi, máy chính điện em ơi. Rồi cuối cùng anh ơi, kìa last chance kìa. Anh bị dính điện. Rồi. Anh bị dính cái điện. Rồi ép luôn. Rồi. Lại đi, nó có đã thành công đâu mà ép. Ép có nghĩa là fail á. Fail rồi, đúng rồi. Ép có nghĩa là fail á. Á, sao là ghê dính cái điện trời. Điểm nhóm fail á. Cái đó biết sao không? Cái đó là anh lấy máu, anh đang định bơm máu á mà bị anh bị dính điện anh chết luôn.
Nói đi. Anh cho em hỏi PS5 chơi game PS4 tay cầm rung có khác gì không anh? Không khác chứ, tay cầm PS5 rung hơn chứ. Tay cầm PS5 nó rung hay hơn. Nó rung hay hơn nha, nó rung mạnh hơn và chính xác. Và nó rung đúng cái trường hợp, đúng không? Có nghĩa là lúc mà mình bắn cung nó sẽ rung theo cách khác. Lúc mà mình chọi bơm hay là mình bắn súng nó sẽ rung theo cách khác nữa. Nó rung hay hơn cái PS4 chứ. Trời ơi, fail. Die of dysentery on the way to the crucifixion. Mà nãy em chạy lòng vòng mà cũng không thấy cái chìa khóa nào chứ. Nó có tiền. Tóm lại là mình đi kiếm chìa khóa xong rồi mình đem vô cái phòng đó bảo vệ là xong đó. Bốn cái chìa khóa rồi chốt vậy đi. Bây giờ lấy cái X-ray đi. Anh lấy cái X-ray nè. Em yên tâm. Dương đi lấy cái bơm máu đi. Dương lấy cái bơm máu. Anh lấy cái X-ray. Dương có X-ray không? Lấy X-ray luôn em. X-ray đi lấy chìa khóa nhanh lắm. Cái bơm máu em chưa mua nữa. Không biết có ngon không. Để anh lấy cái... Thôi, khỏi đi, cái nào mát thì cứ lấy. Để anh lấy cái tray theo. Có ít tray thì mới nổi. Rồi anh đang chờ anh ơi. Em không hết đồ nữa rồi. Thôi được rồi, để anh cho. Anh một mình là ít tray được rồi. Để một mình là anh lấy cái ít tray được rồi. Trời ơi, sắp được chơi map sẽ tôi rồi, bây ơi. Hết cái này chơi map sẽ tôi rồi. Anh khó lắm, phải làm chị được khi em ảo giác. Anh phải vô dành khi em chết cứu em. Lúc kêu Vân Anh cái miệng có rung xuống anh cái gì nữa không nội? Cái gì nữa Thánh ơi? Phải nha, hôm nay có tin mới nha. Trời ơi trời, hôm nay nhóm tôi có thêm một bé Vân Anh nữa nha. Ngon thật sự. Hôm nay nhóm tôi có đi bé Vân Anh nữa, ngon thật sự. Thôi chắc hết bấm này off được rồi mọi người ơi. Hết bấm này off được rồi ha. Ok ha. Ok. Còn hai con đau lắm á. Ừ, hết máu này off nha mọi người. Tại vì tôi sợ là like hơn 180 phút á, khủng long nó kiểu như là ngôn từ nó không có được kiểm soát á. Cho nên là hơi off. You are special. Are deserving. Civilization is founded on the suffering of the weak. Kill the scapegoats to open the gates, and we will let you out. Ủa mình dạ không biết Vân Anh á. Ủa mình dạ không biết bé Vân Anh á. Nhớ mình có bé Vân Anh á em. Mình dạ không biết à. Bé Vân Anh vừa mới vô nhóm. Ui từ từ mọi người, 18 cộng 18 cộng. Ủa sao giờ hình đời có thao rồi anh? Ủa cái gì? Sao giờ đời có thao rồi? Đời có thao gì? Nè. Cái bắp này hả? Nãy hả? À đúng rồi. Em tưởng đâu đi lộn qua cho thẩm phán chứ. Ôi lộn thẩm phán em ơi. Attention. Ủa này cái gì? Ok chơi đại đi em ơi. Chơi đại đi. Hay là mình chơi lại cái map hồi nãy. Ủa cái này mới nè. Ôi cái bà lấy cái này đi. Cái này là mở cổng. Cái này là em mở cổng. Mỗi lần em muốn mở cổng thì em phải giết nó. Nè vừa Kiên ơi. Nữa. Thôi chơi lại phải không? À, toán nè, đúng rồi. Thôi chơi lại em ơi, chơi lại bóc kia đi. Rồi chơi bóc kia đi. Chơi lại bóc kia đi. Ok, vậy ao ra đi anh. Ao ra. Chơi lại bóc kia đi. Ủa sao kỳ vậy? Ủa chính đúng mà mọi người, tôi đâu có chỉnh sai map đâu, sao vô bóc này kỳ vậy ta? Khó hiểu vậy. Giết là thằng con gái trong cái rứt mà. Không nha, trời ơi, kia ra trong trong tốc chiến mà kia ra là bản lĩnh lắm á. Coi ở ngoài ở đây nói chuyện sao biết kia ra trong tốc chiến là bản lĩnh lắm á nha. Hơi bị lạnh lùng đó. Đánh hơi bị hay, hơi bị ngầu á. Trời ơi, không có giỡn chơi đâu.
trong tốc chiến là Kira là một người hoàn toàn khác nha. Đừng có giỡn chơi nha. Rồi rồi rồi. Nhóm lại nha, em mời nhóm lại. Ê, chỉ còn nhóm mà, nhóm mình vẫn còn yên nguyên. À, để coi coi. Ủa, hồi nãy anh chỉnh mắt nào? Đúng rồi mà. À, đây đây, giải cứu đây, đây, đây. Đúng rồi. Rồi, ok đó. Anh thấy em chơi Timo ghê không anh? Anh chưa thấy em chơi Timo một lần nào luôn á. Chưa thấy em chơi Timo một lần nào luôn á. Anh chỉ biết là bé Thư thôi. Anh chỉ biết bé Thư cầm AD đi một mình một à. Hơi bị ghê. Trời ơi, bé Thư ở đây là ngoan hiền thôi nha. Vô game là hơi bị bản lĩnh luôn á. Cầm AD đi một mình một, đi tới nhà chính luôn. Trời ơi, không cần SB, không cần ai hỗ trợ hết trơn á. Cầm AD một mình đi tới thẳng tới nhà chính luôn. Bé Thư hơi bị ghê. Game gì đây à? Outlast nha. Ừ, Outlast, Outlast. Others, you will find release yourself. Unlock the prison and release the guilty. Then we will forgive you and let you out. Ừ, kinh dị nữa. Chơi sẽ tôi đi anh. Sao bảo an? Dễ tôi hả? Con chắc chưa hết cái này mà. À, quên thích cha em mẫu quá, em chưa vừa che nữa. Che đi em, che đi. Vợ con đang chở. Người live stream thì ăn cậy là chết luôn á. Ok, vừa tìm về chìa khóa nha, 4 cái nha. Anh có ít ray vậy nè. Ừ, đúng rồi. Rồi rồi mỗi người một hướng rồi, ok đem đi trước rồi. Cái này có đồ gì không ta? À mẹ mới vô nghe tiếng nhạc không hên rồi. Mới vô nghe tiếng nhạc không hên. Trời ơi mới vô dí như chó rồi anh ơi. Sao nó chạy ghê vậy? Rồi tới công chuyện rồi. Kiếm đi mọi người ơi, kiếm đi, kiếm đi. Hình như là mình phải vô cái cổng kia trước rồi mình mới xài cái ray. Phải vô cái cổng trước. Trời ơi, nó chỗ em rồi. Có ai phụ này không? Chết cha này, thằng đảo chuồng nè, mang nước đi. Dư gần không ta? Không em. Anh Dương này. Nè Dương này, mở cửa Dương ơi. Đợi xíu. Rồi ok, anh vô được rồi. Không, Dương em với anh khác nhau, khác bên nhau thì như không được. Được được rồi, bát đi. Ủa Dương còn xa đúng không? À. Rồi Dương còn múc chỉ bên kia mà sao được. Tôi biết cách chơi rồi mọi người à. Đợi em anh Phong ơi. Ở đâu rồi? Từ từ, cầm sẵn ấy. Cái quần que gặp quai vậy trời. Trời ơi, em còn sống không trời? Trời ơi! Má dính cái bẫy hoài luôn á! Xíu hiểu!
hết trên tray này. À, thấy chìa khóa rồi. À, cái này hay ta, được. Thế mà thằng quỷ này nó cứ bám mình hoài. Cái cháu không pha ke kìa, đắm em rồi, trời ơi. Ôi, cái thằng quỷ này nó bám mình hoài vậy. Ây da, trời ơi, cho hụt luôn. Nội nó. Rồi, má tới công chuyện rồi. Thấy được cái chìa khóa rồi nè. Còn phải mở cửa. Dương, Dương gần anh không? Hình như, hình như em á. Em mở cửa phụ anh coi. Nè, qua đây. Chết cha rồi, như em còn đang ấy kìa. Anh qua được là anh lấy được cái chìa khóa. Nó mắc kẹt đây rồi. Rồi chết em rồi anh Phong ơi. Ê ê ê. Đây nè. Kiên nè. Anh này là kiên. Mở. Anh sau lưng nè. Anh sau lưng nè. Gì anh sau lưng? Trời ơi có cái cửa đôi nè. Vậy rồi vô đi anh, em nè. Nhớ được. Ờ ok, ở đây. Không phải, quay sau lưng cưng mà. Bây giờ nhầm rồi. Thấy chưa, ảo giác rồi anh. Bế thì chứ là phải mở được cái cửa này mới qua được. Em bị kẹt rồi. Ôi cha mẹ mới vô rồi. Thấy được cái chìa khóa rồi đó nhưng mà anh không qua bên đó được thôi. Đợi đem tìm được đi qua đã. Nó phải được đi qua chứ. Để anh Phong qua cho em mà đúng không? Em thấy anh Phong rồi kìa. Anh qua. Chưa được, bị cửa chặn rồi. À, ở đây có một cái thằng cảnh sát khó xử ghê ta. Thôi đi qua Dương đi, đi chung với Dương để hai thằng khóa cửa rồi. Được rồi. Nha. Đi em ơi. Rồi em lấy chìa khóa nè em. Rồi em lấy chìa khóa rồi anh Phong ơi. Em lấy được chìa khóa rồi anh Phong ơi. Nè có chìa khóa này. Ở cửa, mở cửa. 2 3 4 mở. Rồi rồi, em lấy chìa khóa rồi nha. Rồi đem. Rồi, một chìa. Còn hai chìa nữa. Dương. Rồi đem qua thôi. Đem qua cho anh. Rồi má nghe tiếng rồi đó. Thằng phun thuốc tới kìa. Bây giờ còn thêm mấy cái gì kìa nữa ta. Ôi chết cha, càng ánh sát kìa. Quay, chạy. Chết con mẹ em rồi. Đúng rồi, áo lát ba nha mọi người. Em chạy trước đây, trời ơi. Mẹ. Rồi đúng rồi. Núp. Rồi chờ anh Phong đi ra đã. Còn mấy chìa nữa anh? Như còn 3 chìa nữa, 2 chìa chứ. Bơm máu. Rồi đi em, đem qua đây kiếm tiếp nha. Còn chìa đúng không? Còn
Yeah. Rồi. Không được rồi. Được cái hàng đó kìa anh ơi. Có cuốn sổ kìa. Còn một chiều cuối cùng anh chưa có dò được nha. Có bên này không ta? Ủa xét cho đây anh qua chưa anh Phong ơi? Từ từ. Khu vực B. Khu vực B hình như là lấy rầu ấy nha. Đó, anh mặc lên đó, Dương thấy không? Anh mặc cái tray là Dương thấy không Dương? Bỏ này luôn Dương ơi. Em không thấy vậy. Trời ơi. Rồi đếm qua cho anh Phong nè. Thôi chết con mẹ rồi. Thôi đi kia. Thôi đi. Lấy đi em, lấy đi em. Lấy được chìa khóa chưa? Rồi cứu em với. Giúp em với anh ơi. Ôi. Đá nó. Đá không được rồi, cứu không được rồi. Thấy mẹ chưa? Ây da. Vì anh em không có đồ chơi đâu. Đạp với ra được rồi. Đạp với ra được rồi. Em có kim tiêm. Anh cứu được, anh cứu được, anh cứu được, anh cứu được, đuổi đi. Anh cứu rồi. Rồi, vào đút chìa khóa luôn em ơi. Rồi. Máu nào kia ơi. Máu nào, máu nào, máu nào. This could come in handy. Lấy máu đi. Bây giờ dí kinh quá rồi. Đúng rồi đi, đúng rồi đi. Rồi quá. All reagents must be present to proceed. Đủ người chưa, đủ người chưa? Đi chưa? Okay, vô. Ôi trời ơi má, máu này căng thẳng quá. Cái gì thấy cảnh chỉ không vào anh chính xác. Cái gì? Rồi. Rồi cái gì vậy đó, anh là hình đợm, cái này là hình đợm thôi. Cái này chỉ là cái phim trường giả tạo mà, ơi nhân tạo mà. Rồi xí chèo kìa. Rồi đi em ơi. Nói ra đây nè. Qua đây em ơi, qua đây em ơi. Nó phải đó nè em ta. Anh không biết phải đó nè em nữa. Đi lại đi. Cái nào được. Bên nào cũng được, bên nào cũng được. Phát cửa, phát cửa. Hơi dư. Thôi phải đi vào đường này không? No, 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 không phải, không phải đó đâu, đâu, nó này nè. Đó rồi, tụi em đổ rồi, ở đây nè. Trời ơi, cái bụng nội nó cũng phải quay lại lấy cái còn bị ấu gì. Như là nó mở luôn ở cái chỗ phòng bảo vệ không? Đi. Đi qua đây, đi, 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 đi. Trời ơi, mở cửa đây. Cửa bên này nè. Rồi, 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 rồi. Đây là cái nút nha. Rồi, nhắn. Anh cứu Dương, anh cứu Dương. Ủa Dương ơi, chưa bị hả? Chết. Cứu rồi, cứu, cứu. Đây, đây, đi, cứu, cứu. Lùa ra. Lùa, lùa đi anh ơi, nó tới kìa. Bắt rồi. Bắt Dương rồi. Qua luôn. Rồi. Ủa Dương lấy liền nữa hả? Trời. Chạy đùa. Em bò được rồi. Bò được rồi. Sư tử rồi, sư tử rồi. Cứu đỡ anh Phong ơi. Ra cứu đi Kiên. Chuyên ra cứu đi anh lùa đó nè. Em ra đây ra rồi đi. Đang cứu, đang cứu. Cứu đi anh lùa đó, anh lùa đó. Thôi được rồi, được rồi. Ở dưới anh Phong thôi. Rồi, rồi chạy đi. Đi, chạy đi. Rồi em đứng sẵn rồi nè. Ây da cha. Đỡ mà anh lên tới. Ây da, ây da, ây da.
đi 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 giọt ơi giọt đó giọt giọt rồi yeah bao nhiêu điểm quá trời ơi trời mà cái nào nấy kìa trời đất ơi máu đó. Khổ quá trời ơi bê trừ luôn rồi ABC B A không anh không được điểm cao nhất anh không cứu quá nhiều mà thôi đi A trừ quá tốt rồi bê ơi điểm A là quá tốt rồi vậy chơi được chơi chơi và được điểm A là quá tốt rồi quá ngon rồi nè không được B vậy là ngon lắm rồi rồi up up okay. Đi hôm sau chơi tiếp rồi hôm sau chắc tuần sau nữa thứ bảy nha tuần sau chứ ơi chứ đi làm ban ngày rồi sao chơi đúng không đúng rồi kiên kiên làm ban ngày mà sao chơi được đúng rồi đợi tuần tuần sau thì anh đi làm tuần sau thôi anh em mình chỉ có thứ bảy thôi chứ anh đi làm ban đêm mà mày đi làm ban ngày mà sao chơi rồi à, thôi mọi người ơi à, thôi hẹn gặp mọi người thứ hai nha rồi rồi hẹn gặp mọi người luôn anh. Không chủ nhật không có like em à, thứ hai thì like chủ nhật không có like nha thì sáng nay là chủ nhật nè anh không có like nè em mới vô trời ơi mày vô sớm dữ ha gần 2 giờ mà vô ha về thôi ập luôn mọi người nha bye bye mọi người nha rồi, ngày trời 3 tiếng hơn luôn ủa chim like xong luôn hả em rồi bye bye mọi người nha bye tuyên trời có gì vậy bye chị ai đó vô bà ai chị nào ai chị ê mấy chị gõ gàng nha ai chị vậy ai chị trong đây chỉ có Vân Anh là chị thôi nha chứ ai chị vậy không hà